xem like giúp em nha. Vô xem like chia sẻ giúp em nha. Vô đông đông mấy chị ơi, siêu phẩm à. Siêu phẩm cho mấy anh chị ạ. Nè vô xem like giúp em nha. Hello bé Mì. Chào anh Văn Huy ạ. Chào Văn Huy ạ. Vô xem like chia sẻ giúp em nha. Cho em xin lượt chia sẻ công khai của mình ạ. Hello chào anh Nguyễn Lợi. Chào chị Binh Trắng. Chào mấy chị. Siêu phẩm cho mấy chị nha. Vô xem like để chia sẻ giúp em. Cho em xin lượt chia sẻ công khai của mình nha. Hello chào chị Hoa Lan Thích. Chào chị Du Lê. Mấy chị vô xem like đi chia sẻ giúp em nha. Vô xem like đi, hôm nay có siêu phẩm cho mấy chị nè. Chào chị Hà Nguyễn, chào Nguyễn Phong. Mấy chị ơi, hôm nay về cái lô da da không lưỡi thì đẹp lắm nè. Vô đi em xíu vô game em tập lại mình nha. Dạ đúng rồi Ngô Đức. Hôm nay chủ nhật bên em vẫn live bình thường, vẫn bán bình thường nha. Mấy chị vô xem like chia sẻ với em nha. Em xin được chia sẻ công khai của mình nè. Đầu live em lên cho mấy chị cái cây mini da da này nè. Mini da da không lưỡi cho mấy chị nha. Hello chào anh Hữu Anh Nguyễn. Vô xem like chia sẻ like giúp em nha. Cho em xin được chia sẻ công khai của mình ạ. Hello Võ, hello Võ. Chào anh Võ Thành Thịnh. Mấy chị vô xem like đi, chia sẻ công khai cho em xin mấy chị mỗi lượt mỗi người một lượt chia sẻ thôi. Mỗi người một lượt chia sẻ mỗi cái chấm thôi ạ. Hello chào chị Thương Ngô Huyện Xuyên Vân. Nè đầu like em lên cho mấy chị cây mini da da này nè. Mini da da nha. Hôm nay em có Ben Soda nữa mấy chị ạ. Ben Soda nữa. Chậu nhỏ cho mình nha. Ê tạo chiến dịch chúng ta cho rồi. Vô xem like chia sẻ giúp em nha. Bữa nay 13 đúng không? Dạ em cảm ơn cô Lê Tám. Hello chào chị Hô Huyện Xuyên Vân. Mấy chị siêu phẩm xem like nha. Chia sẻ giúp em nha. Mỗi người một lượt chia sẻ một lượt comment giúp em ạ. Nói chung đầu like lên cho mấy chị cây mini da da nè. Đây là ba cây quà game của em nha. Cái lô mini da da không lưỡi này về rất là đẹp. Chào chị Dương Lê. Mấy chị vô xem like đông đông đi. Vô xem like đông đông đi. Em quay game tặng quà cho mình nha. Hôm nay cái lô mini da da về cho mấy chị là cực kỳ đẹp. Cái mặt hoa là xuất sắc lắm. Nó nhỏ, tuy là nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó có vỏ mấy chị ạ. Chào chị Lan Hoàng. Chào chị Ngọc Toàn. Chào hết tất cả các anh chị nha. Vô xem like chia sẻ giúp em đi. Chào chị Ngọc Vân Đồ Thị. Mấy chị bay nó rất là đẹp luôn ấy. Thùng bằng than cho mấy chị nha. Cái lô này bằng thùng bằng than cho mấy chị ạ. Vô xem like chia sẻ giúp em nha. Một lượt chia sẻ công khai của mấy chị với một cái chấm của mấy chị thôi đủ làm động lực like rồi mấy chị ạ. Vô xem like chia sẻ giúp em nha. Nè đầu like thì em lên cho mấy chị là cái cây mini da da. Mini da da không lưỡi. Đây là da da không lưỡi nha. Cái mặt hoa của nó đẹp lắm. Một cây á, mấy chị cũng biết rồi. Cái dòng mini da da này thì nó rất là dễ chơi. Nó rất là xuyên hoa mấy chị ạ. Rất là xuyên hoa. Nè, nó là mini da da không lưỡi nha. Để cho mấy chị coi cái mặt hoa nè. Đây dạ em cảm ơn chị Trần Tố Nga nha. Mấy chị nhớ vô xem like chia sẻ giúp em. Hello chào chị Milan hết tiền. Rồi nghe cái tên là thấy sâu rồi đó. Sâu rồi đó. Nè mấy chị vô xem like đi, ba cây quà game của em nha. Em tặng cho mấy chị là ba cây mini da da. Đầu like em cũng lên cho mấy chị là mini da da. Này là mini không lưỡi. Nó không có lưỡi nhưng cái mặt hoa của nó mấy chị cực kỳ xịn nha. Giá yêu thương đó. Để giá yêu thương cho mấy chị nha. Chào chị Mỹ Hà. Vô xem like chia sẻ giúp em nha. Cho em xin lượt chia sẻ công khai của mình. Chào chị Mộc Miên. Đây ba cây quà game của em. Nó xịn lắm mấy chị à. Nó xịn lắm. Cái này nói chung là được một cây nó có thể hai bao vòi nè. Nụ to cho mấy chị. Cái lô hôm nay về đều là nụ to như thế này cho mình hết nha. Đều về là nụ to và cây như thế này cho mình hết. Cây rất là đẹp à. Vẻ đẹp mấy chị. Hello chào chị Thu. Chào chị Nguyễn Nhất Minh Mai. Đè ba cây quà game của em nha. Em tặng cho mình. Cái lô này về đẹp lắm. Nó cũng về được ít thôi, không có nhiều. Nó thuần bằng than mấy chị ạ. Nó thuần bằng than nha. Cây rất là khỏe. Nè một cây rất là vẻ giá yêu thương cho mấy chị nha. Mini da da không lưỡi. Cây một vòi hai vòi cho mình. Đây cây như thế này cho mình. Hôm nay lô về rất là đẹp. Cái dòng này về rất là đẹp cho mình. Hello chào chị Sita Tiên. Mấy chị nhớ vô xem like chia sẻ với em nha. Mỗi người một lượt chia sẻ công khai thôi. Hello chào anh Đại Nhân. Gặp em cái cười. Nè mấy chị vô chia sẻ với em nha. Cho em xin lượt chia sẻ công khai của mình. Ba cây quà game của em. Rồi cái lô này hôm nay đẹp lắm mấy chị ạ. Cái lô này hôm nay rất là đẹp nha. Hôm nay em có được Ben Soda nữa. Có Ben Soda cho mình nữa nha.
nói chung là dòng gì cũng có mấy chị. Tối là chị Yến dạo hàng cho mấy chị rồi. Tối là chị Yến dạo hàng cho mấy chị là mấy chị cũng thấy đấy, quá là đẹp. Hello, chào Lê Đăng Khoa. Chào chị Tím Gia Gia nha. Nè mấy chị, trời ơi, ba cây mini Gia Gia của em tặng cho mấy chị rất là đẹp. Mấy chị vô chấm comment tương tác giúp em. Cho em xin được chia sẻ công khai của mấy chị nha. Ba cây này là ba cây bài game nha. Hai phút nữa cập nhật áo của em cho mình nha. Này cây nó rất là đẹp. Cây rất là đẹp nha. Xịn lắm chị ạ. Dạ có luôn á chị Nguyễn Phương Hải. Em có mini Gia Gia chậu thiết kế luôn ạ. Nói chung là có mini Gia Gia hôm nay là này là mini Gia Gia không lưỡi. Nó không cái lưỡi, nó không có cái lưỡi mấy chị, rất là đẹp luôn ấy. Nhìn cái mặt hoa nó nè, xịn lắm. Cái lô này về đều là hai vòi nụ dài như thế, nụ to như thế này cho mấy chị nha. Đều là nụ to cho mình. Chào chị Du Lê, chào chị Lê Cẩm Tú. Hello hết tất cả các chị. Nhớ vô xem like cho em xin lượt chia sẻ của mình nha. Mỗi người một lượt chia sẻ công khai thôi là ok rồi mấy chị. Chị muốn coi hả? Dạ. Em quay game xong em báo giá cho mình nha. Mini Gia Gia không lưỡi này rất là đẹp. Còn có chậu mini Gia Gia thiết kế nữa nè. Chị Nguyễn Phương Hải em có mini da thiết kế đó nè. Trời ơi, đẹp lắm. Nói chung là mini da thiết kế thì em có nhiều. Hôm nay có nhiều nha. Hello, chào Thủy Phong, chào chị Du Lê, chào chị Trần Kim Ngân nha. Mấy chị vô xem like nha, nhớ xem like chia sẻ với em nha. Dạ, có xem cách chớp hả? Xem clip hôm qua hoa thơm á hả chị? Cái xem đó em hết rồi. Xem đó em hết rồi. Xem tím hoa giống em vừa dơ á hả? Dạ, cái hoa mà cái đó thì không có thiết kế, cái chậu đó thì em chưa có về chậu thiết kế. Em chỉ có cái chậu mini da trắng tím chớp thôi. Còn mini da da không lưỡi này thì em chỉ có chậu phim 12 như thế này thôi. Nó nhỏ nhưng mà nó đẹp lắm, mấy chị nên đi combo đi. Mấy chị nên đi combo đi, nó đẹp lắm. Cái dòng này về hôm nay là đều như thế này, cây rất là khỏe cho mấy chị nha. Thuần bằng than cho mấy chị, thuần bằng than, cái cây rất là khỏe. Em để giá cho mấy chị. Đúng rồi, mê ly luôn hả chị Tốt. Rất là đẹp. Hello cô Trần Muối. Mấy chị vô xem like nhớ chia sẻ với em nha. Mỗi người một lượt chia sẻ, một lượt chấm comment là ok rồi mấy chị. Nè, ba cái này là ba cái bài game của em nha. Để em cập nhật app của em cho mình nha. Ok, chị Nguyễn Phương Hải, con chào cô Hoa Cao. Em cập nhật app mấy chị ạ. Để cập nhật app cho mấy chị nha. Đầu la thì quay game tặng quà cho mấy chị, xong rồi em lên mã hàng cho mấy chị nha. Hôm nay rất là đẹp. Dạ, tre tím hả cô Đầu Quốc. Tre tím hình như em con chưa có về. Như tre tím là chưa có về. Mấy chị ơi, mini da da này em để giá yêu thương lắm. Nhớ lại xin like nha. Đây em cập nhật app ạ. Được 110 mấy anh chị. Mấy anh chị nhớ lại xem like chia sẻ với em nha. Em quay game ấy. Nhớ lại xem like giúp em nha. Mỗi người cho em xin một lượt chia sẻ của mình đi ạ. Nói chung là cái mini da da không lưỡi này hôm nay về em để giá yêu thương cho mấy chị. Cây rất là đẹp. Anh chị nào chơi mini da da rồi anh chị biết ấy. Rất là đẹp, cái dòng này nó rất là xuyên hoa mấy chị ạ. Rất là xuyên hoa. Đi combo em để cho mấy chị là giá yêu thương nha. Lẻ là 70.000 một chậu. Lẻ là 70.000 một chậu. Cây là đều vòi nụ và vòi dài nụ to cho mấy chị hết. Thuần bằng than cho mình nha. Nói chung là lô này về vừa nụ vừa nở. Anh chị nào thích có nở thì cũng có, nụ cũng có. Cây hôm nay đẹp lắm mấy chị, nhớ lại xem like nha. Hôm nay có Ben Soda cho mấy chị nữa. Ben Soda trọng nhỏ trọng phim 12. Trời ơi, cây quá là xuất sắc mấy chị ạ. Đẹp lắm. Ben Soda hoa thơm. Em đầu la em lên cho mấy chị dòng mini da da này. Mini da da này không lưỡi. Trời ơi, cây nó xuất sắc lắm. Đẹp lắm khách ơi. Nên là nhớ lại xem like chia sẻ với em nha. Em chúc mừng chị Giao Huỳnh ạ. Chị Giao Huỳnh nha. Chị Giao Huỳnh cái avatar bông gì nè mấy chị ạ. Chị Giao Huỳnh. Em đếm nha. Một cho chị Giao Huỳnh nha. Avatar này nha mấy chị. Anh chị nào thấy chị Giao Huỳnh kéo cho giúp em nha. Hai cho chị Giao Huỳnh ạ. Có nè mấy chị ạ. Chị Giao Huỳnh có nè mấy chị ơi. Có bây giờ luôn nha. Để em kiểm tra cho mình ạ.
Nè mấy chị, chị Giao Huỳnh có chia sẻ 2 phút trước nha. Hình quả đất hợp lệ ạ. Em tặng quà cho chị Giao Huỳnh nha. Đây, 3 cái quà game em tặng cho mình nha. Em cảm ơn chị Giao Huỳnh. Mấy chị, rồi 3 cái quà game em tặng cho mình nha. Nè, em lên tay cho mấy chị coi. Cái dòng mini da da này nó rất là xuyên hoa mấy chị ạ. Cái bông của nó rất, nói chung là dễ chơi. Cái dòng này rất là dễ chơi, nó rất là xuyên hoa cho mình luôn. Nó là mini da da không lưỡi. Cái mặt hoa của mini da da không lưỡi nè, cực kỳ xịn. Nè mấy chị, không, nó không lưỡi nha. Ok, con cảm ơn cô Nguyễn Phương Hải nha. Giúp chị Nguyễn Phương Hải 4 cây nè. 4 cây là giá 240 nha. Đi combo 3 cây 200, lẻ là 70 nghèo chậu. 4 cây chị Nguyễn Phương Hải nè. 2 cây chị Nguyễn Phương Hải nha. Đó là cây tơ thuần bằng than tốt, nó rất là đẹp nha. 4 cây chị Nguyễn Phương Hải nè. Nói chung là cây nó đẹp mấy chị ạ. Cây rất là đẹp nha. 4 cây chốt chị Nguyễn Phương Hải. Cảm ơn. Nói chung là lần mình vô về là cây tơ cho mình. Cây tơ rất là đẹp. 4 cây là 200 lấy nụ to không hoa hả? Cây chịu lấy nụ to không có hoa đúng không? Nói chung là này cái dòng này nó vừa nụ vừa nở mấy chị. Đập lên. 4 cây vừa nụ vừa nở. Còn mà nụ to đây, 4 cây vừa nụ vừa nở cái vòi nó như thế này. Vòi dài. Rửa sạch hơi lên. Đó là cho chị Nguyễn Phương Hải cô này nha. Trời ơi nụ to đẹp. Hả? 4 cây là 220, 4 cây là 24 mấy chị ạ. Chưa 85. 4 cây là 240 nha, rẻ là 70 nghìn một chậu. Để em lên combo này nè. Lộc Lê, gần cái đó lên nè Lộc Lê. Mày đang giúp cái đó. Nè mấy chị, cây nó đẹp lắm. Nè, cây nó rất là đẹp nha, nụ to cho mấy chị nè. Có dòng hoa. Đỏ. Bạn ở đó cho Nguyễn Phương Hải xem. Mấy chị, ôi, nó dòng nó rất là xuyên hoa. Nó rất là xuyên hoa cho mình nha. Anh chị nào chốt Nia Gia nó chốt giúp em nha. À, dạ, có loại thơm hả? Loại thơm thì em có. Nó giống loại em vô nha. Ok chị, biết sao không? Cái dòng này nó là cùng một loại nè. Nó là cùng một loại, nó là một giống luôn ấy. Ok cho chị Linh Hồ một cây nè, chốt chị Linh Hồ một cây nha. Rồi cây này quá trời vườn hoa luôn nè chị Linh. Đẹp đấy. Chị Linh thích da da. Nè, sao không mấy đại đi chị, lâu lâu da da vậy, hôm nay da không rửa về rất là đẹp. Để cho mình lễ là 70 nghìn chậu. Lễ là 70 nghìn nha. Đi combo 3 chậu là 200, 400, 400. Mấy anh chị, ok chị Nguyễn Phương Hải nha. Cái lô này về cây nào cũng đẹp hết á. Nè, nó là dòng mini da da không rưỡi. Mặt hoa của nó lúc nào được như thế này nè mấy chị. Vòi nụ to cho mấy anh chị nha. Cái dòng này rất là xuyên hoa. Rất là xuyên hoa cho mình nha. Để cho mấy chị lẻ là 70.000 một chậu. 3 chậu 200, 4 chậu 240. Ok chị Nguyễn Trinh combo nè. Cho chị Nguyễn Trinh combo nha. 4 cây chị Nguyễn Trinh nè. Trời ơi 4 cây nó lùm xùm mấy chị ạ. 4 cây rất là đẹp nha. Chốt chị Nguyễn Trinh 4 cây em cảm ơn ạ. Ok chị Nguyễn Ngô Thị Xuân Vân một combo. Mấy chị 4 cây là 240. Mấy chị nên chốt 4 cây nha. 4 cây là 240. Cái gì đó mà không dám lấy. Giờ thấy combo chị em bóc lộn xộn, bóc ngẫu nhiên luôn á. Biết sao không, cây này nói chung là về cái lô nào á, mặt bông nó như nhau nhưng mà nụ to như thế này cho mấy chị. Em bóc lộn xộn ngẫu nhiên nha. Cho chị Ngô Thị Xuyên Vân 4 cây nè. Cái này nó không có mặt hoa khác nhau đâu chị. Nó là như thế này. 4 cây nó như thế này. 4 cây nha, 4 cây em chốt chị Ngô Thị Xuyên Vân. Em cảm ơn ạ. Mấy chị ạ, à, em bóc đại ngẫu nhiên. Nói chung là lô đều là như thế này cho mấy chị hết. Đều là như thế này cho mấy chị hết nha. 4 cây là 240, lẻ là 70 ngàn một cây nè. Rất là lùm, nó lùm xùm mấy chị ạ. À. Đủ to cho mình nha. Chị Hằng ơi, không có dọn đơn hôm qua được à. Chị Hằng lên một combo đó là 4 cây là 240. 4 cây một combo là 240 nha. Nè, ok chị Hằng lên 4 cây nhiều nụ nè. Chị Hằng lên 4 cây nhiều nụ nha. Nè, chị muốn 4 cây nhiều nụ, em chốt thì 4 cây nha. 4 cây này chốt cho chị nè, cảm ơn ạ. 4 cây 240 mấy chị ạ. À. 4 cây mini da là 240 nha. Đẹp lắm các bạn ơi. Quán Long Xưa còn 3 cây 220 không hả? Quán Long Xưa mình còn lục đây. Ta bán quán Long còn. Cái Long Xưa nha. Nè mấy chị mặt hai của cây nó nè. Nó là mini da da không lưỡi nha. Chị Thắm. Một cây mini da đi đăng ghi giúp em nha. Đi đăng ghi cho em chốt mình tay. Còn chốt gộp trong ngày giúp em. Còn gộp đơn hôm qua không được à. Nếu mà đơn hôm qua của mình chưa đủ đơn thì mình có thể chốt thêm nha. Còn mà đủ đơn rồi thì em sẽ đi đơn ghi, không có gộp được mấy chị ạ. À.
4 cây là 2,4. Anh chị nào chốt mini da thì chốt với em nha. Là mấy chị mini da, mặt hoa của mini da nè. Mini da không rưỡi nha. Anh chị nào chốt mini da chốt với em nha. Nhớ là thấy hết hồn. Nè có anh chị nào chốt mini da thì chốt với em, nói là mini da không rưỡi chị ạ. Rồi bây giờ kia nó dùng tao mổ nha. Em có mấy cây này nè. Này có mấy cây mặt hoa của nó nè. Mini da không đuổi cho mình nha. Để cho mấy chị á, rẻ là 70.000. Ok chị Thấm nha. Nè gì em thêm cho chị một cây nha. Em lấy chị Thấm một cây mini da nè. Em cảm ơn chị Thấm nha. Có gì gặp đủ đơn giúp em nha. Còn nếu mà chưa đủ đơn á thì chốt thêm giúp em. Nè mấy chị mặt hoa của mini da không đuổi nha. Em để cho mình lẻ 70.000. Combo 3 chọn 200, 4 chọn 24 mấy chị ạ. Đây 4 chọn là 24, anh chị nào chốt mini da không lưỡi chốt với em nha. Nha mấy chị ạ. 4 cây mini da không lưỡi à, nói chung là 4 cây này hàng lùm xùm cho mấy chị rồi. Tại cây rất là lùm khỏe nha. Cây rất là lùm khỏe cho mình nha. Nói chung là cái hàng này là dòng cây tơ cho mấy chị đấy. Mấy chị ơi, có mấy cái cây mặt hoa này sạch lắm. Lẻ 70 giúp em, lẻ là 70.000, combo 3 chậu 200, 4 chậu 240. Nên đi combo 4 chậu nó sẽ hời hơn cho mình nha. Ok chị Linh Hồ, cây lùm nữa đúng không? Cho chị Linh Hồ thêm một cây lùm nữa này, chị Linh Hồ mái cái mini da. Đây chốt chị Linh Hồ cây lùm nha. Nói chung là nó vòi như thế này nha. Em cảm ơn chị Linh Hồ nhiều. Trời ơi cây đẹp lắm mấy chị ạ. Cái vòi nó rất là dài đẹp lắm. Có anh chị nào chốt đi da không lưỡi thì chốt em nha. Cái lô này về đều là nụ to cho mấy chị. Đều là nụ to. Vòi dài. Gặp cái này hả? Chị Vân, chị gặp cái nào hả chị Vân? Chị lấy cây lùm đúng không? Ok lấy lựa cây lùm cho chị nha. Nè lựa chị Vân một cây lùm nha. Cái lùm này nó nụ nha. À dạ, thỏ đỏ Kiên Giang hả chị Nhất chị Mai? Thỏ đỏ Kiên Giang mình còn không? Cái này em chốt chị Ngô Thị Xuân Vân. Dạ, Nhất chị Mai em hết thỏ đỏ Kiên Giang rồi. Hello chị anh Trung Quốc nha. Có anh chị nào á, chốt thì chốt em. Ok chị Nhi Hồ lấy chậu nhiều ngầu hả? Lên giùm em thông tin đi mấy chị. Ok chị Ánh Thơ một combo nè, chốt chị Ánh Thơ một combo nha. Cái da rồi đưa mượn mượn. Cho chị Ánh Thơ một combo nè, em cảm ơn chị Ánh Thơ nha. 4 cây là 240 mấy chị ạ. 4 cây mini da là 240, hồi dài nụ to cho mấy chị nha. Lên chị Ánh Thơ ơi. Chị Nhi Hồ cây nhiều ngầu nè, lên giùm em số điện thoại đi chị. Lên giùm em số điện thoại đi, em chốt cho mình nha. Nè mấy chị, trời ơi. Cây này chốt cho chị nha. Chị Nhi Hồ lên giùm em số điện thoại địa chỉ liền giúp em nha. Lên liền giùm em nha. Chốt chị Nhi Hồ một cây nè. Nhớ chốt đơn thêm giúp em nha. Đơn bên em đi từ 200.000 trở lên mới đi đơn nha. Rồi mấy chị ạ. À, cây rất là đẹp nha. Mấy chị nên mua đi cái mặt hoa của mini da nè. Nè cảm ơn chị Ánh Thơ cho em địa chỉ ạ. Nè mấy chị, mặt hoa của nó này rất là xinh nha. Đẹp lắm. Mặt hoa của mini da không lưỡi em để cho mình lẻ là 70.000. Đi 4 chậu là 240. 4 chậu là 240 nha. Nhớ lại cho em like chia sẻ giúp em nha. Cho em xin một lượt chia sẻ công khai của mình nha. Nè mấy chị, 4 cây là 240. 4 cây mini da 240, anh chị nào chốt combo chốt giúp em nha. Dễ thôi, mình là khách mới á, nên là nếu mà bên em có gọi là xác nhận đơn hàng nhớ để ý điện thoại giúp em nha. Mấy chị nhớ để ý điện thoại giúp em nha. Khách mới lên liền giùm em có điện thoại địa chỉ giúp em ạ. Nè mấy chị ơi, trời ơi cây mini da cái lô này về nó rất là đẹp, xuất sắc cho mấy chị ạ. Ok em cảm ơn chị Nhi Hồ ạ. Nhớ chốt đơn theo giúp em nha. Một cây chưa đủ đơn đi hàng á, đơn bên em đi hàng từ 400 ở từ 200 trở lên mới đi hàng nha. Mấy chị nhớ chốt đơn giúp em nha.
nè mấy chị ơi, mặt hoa của mini da da không lưỡi nè, nó rất là đẹp, nó khác với cái mini da da của mình nè. Không có sơn hội gọi bằng niềm tin luôn á chị. Không có sơn hội là gọi bằng niềm tin luôn á chị Nhi. Lên đường em số điện thoại nha. Nè mấy chị, rồi 4 cây mini da da là 240. Em để cho mình á, 4 cây là 240. Lô này vậy, cái cây nó quá trời ngọng mấy chị ạ. À? Quá trời ngọng luôn ấy. Cảm ơn chị Nhi Hồ. Em cảm ơn chị cho em thông tin nè. Nè mấy chị ơi, mặt hoa của mini da nha, 4 cây 240, anh chị nào chốt mini da chốt với em nha. Hello, chào anh Trang Lục Bình. Nè mấy chị, combo này là 240 nha, anh chị nào chốt mini da chốt với em. 4 cây, 4 cây mini da là 240. 240 quá chị ạ. Trời, nó chói thở mặt kiểu như vậy nè. 4 cây 240 nha, anh chị nào chốt mini da chốt với em. Chào anh Hướng Văn Thành. Dạ 4 cây này là 240, lẻ là 70.000 một cây. Nên đi combo đi mấy chị, nên đi combo 4 cây đi, 4 cây thì nó sẽ lợi hơn, lợi hơn cho mình nha. 4 cây này là 240, anh chị nào chốt combo mini da chốt với em nha. 4 cây lùm lùm mấy chị ạ, mua về mình ghép vào trọng chơi. Mua về mình ghép vào trọng chơi. 4 cây là 240. Mini da không lưỡi nha. Nó khác mini da của mình. Cái mini da, cái dòng này rất là xiên hoa, nó dễ chơi lắm. Anh chị nào chơi mini da anh chị biết đấy, rất là dễ chăm. 4 cây là 240. Có anh chị nào chốt mini da thì chốt với em nha. Nè, cái mặt hoa của nó nè mấy chị ạ. À? Mặt hoa của mini da không lưỡi nè. Không có cái bờ mặt bung hơn nè. 4 cây 240. Cái dòng này hôm nay em về được ít, không có nhiều. Nên là mấy anh chị chốt và nhanh tay chốt với em nha. Lẻ là 70.000. Đi combo 3 chậu 200, 4 chậu là 240. Cây nó khỏe lắm, thuần bằng than cho mình nha. Cây đều là cây tơ cho mình hết rồi. Rất là xiên hoa. Một chậu mà nó đi cứ 4-5 bồi hoa cho mình luôn nè mấy chị. Nói chung là một chậu là đi nè. Cái chậu này là 6 bồi hoa cho mình này. Cái chậu này là 6 bồi hoa nha. Này bộ rễ rất là khỏe. Bộ rễ rất là khỏe nó. Thuần bằng than cho mình. Thuần bằng than nha. Lẻ 70.000. Chậu mini da là như thế này 70.000 cho mấy chị. Đi combo 4 chậu 24. Cây đỏ chị Nhi Hồ cây này nè. Em cảm ơn chị Nhi Hồ nha. Nè mấy chị, nói chung là cái mini da da này nó rất là xiên hoa. Hello anh Nhuận Tâm. Rất là xiên hoa nha. 4 chậu này là 240 nè. Anh chị nào chốt mini da chốt với em. Ok chị Tiên Nguyễn Cao 4 chậu nè. Chị Tiên Nguyễn Cao lên dùm em thông tin số điện thoại nha. 4 cây này chốt với chị. Chị Tiên Nguyễn Cao nè, cảm ơn ạ. 4 cây 240 mấy chị ơi. Em cảm ơn chị Lan Trần nha. Mấy chị nhớ là xem like chia sẻ giúp em nha. Cho em xin được chia sẻ công khai của mình nha. Lên liền giùm em số điện thoại Tiên Nguyễn Cao ơi. Mặt hoa của cây mini da không lưỡi. Đẹp lắm mấy chị à. Mini da không lưỡi. Mặt hoa của nó rất là xịn. Nó khác với cái mini da của mình ấy. Nè mấy chị, một cái mini da không lưỡi, một cái mini da hồ mấy chị ạ. Đặc biệt cái dòng này là nó đâu có cái lưỡi mấy chị. Nó khác mà hoàn toàn với mini da của mình nha. Đây, chậu này chậu thiết kế thôi. Đẹp lắm, mấy chị nên mua dòng này về đi. Mình về mình ghép thùng mình chơi. Cái dòng này dễ chơi lắm, rất là xiên hoa nha. Mấy chị cắt cái vòi này là nó sẽ phúng cái rồi khác ra cho mấy chị rồi. 4 cây là 240. Đây nó lùm lùm với mấy chị đó. Nhìn như là rất là lùm luôn mấy chị ạ. Rất là lùm nha. Một cây lẻ là 70.000. Lẻ là 70.000 một chậu. 4 chậu, 3 chậu. Dạ có luôn chị Tiên Vũ. Dạ có. Dạ hoa này á, mini da thì nó không có thơm, hoa nó không có được thơm. Nhưng mà nó được cái là rất là xiên hoa. Rất là xiên hoa. Cái dòng của nó rất là dễ chơi luôn. Mấy chị cứ về chăm thử đi. Cái dòng này dễ chơi lắm. Dạ có mini da. Em chỉ có mini da này nè. Này là mini da trắng tím chớp. Nó là mini da trắng tím chớp. Nó khác chứ cái mini da không lưỡi là đây nó có cái lưỡi nè mấy chị. Còn mini da không lưỡi là nó không có cái lưỡi. Nhìn nó mặt hoa nó xinh lắm mấy chị. Em có mini da mặt cười luôn à. Em có mặt cười luôn nè chị Tiên Vũ. Em chốt chị Tiên Nguyễn Cao 4 cây rồi nha. Em cảm ơn chị. Lên giùm em cái địa chỉ luôn nha chị yêu. Liềm em nha. Nè mấy chị, nó rất là dễ chơi. Cái dòng này nó xiên hoa cực kỳ cho mấy chị. Nó ra hoa liên tục. Nó ra hoa liên tục cho mình nha. Có một số cây nó được cái mặt tơ cho mình nữa nè. Kiều vàng hả? Kiều vàng để em coi có em lên cho mình nha. Đây mấy chị,
Một hai của mini da không lưỡi. Em về lưỡi không có nhiều nên là mấy chị tranh thủ chốt với em nha. 4 cây là 240. 4 cây mini da không lưỡi này là 240. Quá trời vòi hoa cho mấy chị luôn. Nhiều vòi hoa cho mình nha. Ok chị Lam. Ê, trời trời. Cho chị Lam Anh Nguyễn 4 cây này, em cảm ơn chị. 4 cây mini da 240 em chốt chị Lam Anh Nguyễn, em cảm ơn ạ. Nói chung là cái dòng này nó một cây 2 bao vòi, 2 vòi nhiều lắm mấy chị ạ. Cho em địa chỉ nha chị Cao ơi. Nói chung mình lùm cái chậu của chị là lùm không đó chị Lam Anh. Dòng này hôm nay cái lô này về được cái chậu lùm rất là lùm nè, chậu như thế này cho mấy chị thôi, lùm lùm cho mình nha, lùm lùm cho mấy chị luôn. 4 chậu là 240, 4 chậu 240. Anh chị nào chốt mini da chốt với em nha. À, cái dòng này về cây rất là đây, cây rất là đẹp của mình. À, màu hai của mini da không lưỡi thì mới bung hết rồi mấy chị, nó đẹp lắm. Em để mình 4 chậu này là 240 nha, anh chị nào chốt mini da chốt với em nha. Mini da da rồi, xuất sắc lắm mấy chị ạ. À, đẹp lắm. 4 cây này là 240. Nói chung là cái vòi hoa của nó hơi vòi hoa dài, không sao hết nha. Cái vòi hoa nó là rất là dài. Mấy chị thấy không, chậu nó nhỏ nhỏ chứ được cái có vỏ mấy chị ạ. À, dạ về đó, chưa về chị Lam Anh Nguyễn. Chúc Dư á, em review thấy Chúc Dư nhiều. Em thấy Chúc Dư nhiều. Nào anh chị nào chốt mini da chốt với em nha. Mini da để cho mình lẻ là 70.000 chậu. Combo 4 chậu là 240. 4 chậu là 240 nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Cái cây này á, về được cái lô này hôm nay lùm hồi dài cho mấy chị. Rất là xuyên hoa. Nên là mấy chị mua đi về ghép chậu chơi mấy chị. Mua về ghép chậu treo lên chơi là tuyệt vời nha. Anh chị nào chốt mini da nữa thì chốt với em. Sài Gòn nha. Còn vườn của em thì ở quên địa chỉ rồi. Cái vườn của em thì nó ở Tiền Giang. Còn shop thì ở 25 Nguyễn Hữu Tiến tại Hạnh Tân Phú. Địa chỉ của shop có ghim trên màn like. Em mấy chị mini da. Mini da không lưỡi, có anh chị nào chốt thì chốt với em nha. 4 chậu này là 240 nè mấy chị ạ. À, 4 chậu này 240 rồi, trời chói. Hợp lê. Hay cảm giác đi chị. Chói cái mặt có lọc lê ơi. Bẻ xuống. Bẻ dẫn lời. Chói mặt. Nó còn chói chi. Để đi cháu khỏe. Nè mấy chị, 4 chậu mini da nha. Anh chị nào chốt mini da không lưỡi chốt với em nha. 4 chậu mini da này là 240. 240 4 chậu nha. Vòi hoa dài. Trời ơi đẹp mấy chị ạ. À, hoa nó đẹp lắm. Đẹp lắm mấy chị ơi. Nên là dân ta chốt nha. À, dạ đồng Tiền Giang hả? Tiền Giang còn lên. Dạ đồng Tiền Giang em hết rồi chị Hoàng Gia Linh. Ở chị Lan Hoa em hết đồng Tiền Giang rồi. Sorry. 4 chậu mini da không lưỡi nè, anh chị nào chốt thì chốt với em nha. 4 chậu này là 240. Anh chị nào chốt mini da nữa thì chốt với em. Anh chị nào chốt mini da không lưỡi thì chốt với em nha. Con này lại vô mà cười. Nè. Đẹp lắm mấy chị ạ. À, giống mấy như vậy. Đẹp. Sắc nha. Anh chị nào mà chốt mini da nữa chốt em. Em có cái chậu mini da này nè mấy chị. Nó là mini da trắng tím chớp nha. Nó là mini da trắng tím chớp. À, anh Tính Nguyễn anh muốn lên hoa thơm hả? À? Dạ đâm ri đỏ ớt hả? Đâm ri đỏ ớt. Đâm ri đỏ ớt còn không được đây. Lửa đỏ hả? Đó. Ok chị Hiền Nguyễn 2 cây nè, em cảm ơn chị Hiền Nguyễn nha. Để 70.000 nha. Nên đi combo 3 cây đi 200, 4 cây 254 chị. Trời 4 cây hồi hơn đấy. Đi combo 4 cây đi. Cái vòi hoa nó dài lắm mấy chị. Đẹp. Nè, một cây như thế này cho mình là bẻ lẻ là 70.000 nha. Để là 70.000 một chậu ni da. Nên đi combo đi 4 cây là 240. Combo thì nó sẽ lời hơn cho mình nha. Còn đi lẻ thì 70.000. Để là 70.000. Mini da cái dòng này dễ chơi lắm mấy chị, nên mua về chơi thử nó đi. Anh chị nào mà chưa biết chơi len á, mình mua cái dòng này về mình chơi thử mấy chị. Đẹp lắm, dễ chơi nữa, dễ chăm nữa. Lẻ 70 nha.
Nè mấy chị, 70 ngàn. Anh chị nào chốt vanilla nữa thì chốt với em nha. Hoa thơm thì hôm nay em có bensuda, bensuda chậu phi 12 nhỏ đẹp lắm mấy chị. Cái đó để cho mấy chị, em để cho mình cái lô đó để chiều chiến lên cho mấy chị thấy. Cái lô đó là xuất sắc. Kiều vàng lên. Kiều vàng hình như em hết rồi. Cái gì? Cái gì? Hoa đỏ hả? Đây, có anh chị nào chốt mini da nữa thì chốt với em nha. Mini da da không lưỡi cho mình. Trời ơi, đẹp lắm. Mặt hoa là xuất sắc. Em còn được biết à? Mấy chị đếp nó cho em đi. 4 cây là 240. 4 cây là 240, lẻ là 70 ngàn. Dạ, kiều vàng không có nên là em chưa có lên được nha chị Hoàng Gia Linh. Kiều vàng hiện tại là chưa có về. Có thì em lên cho mình rồi. Đây, mặt hoa đó nè. Cái dòng này được xiên hoa, được 2-3 bờ hoa nè mấy chị. Một cây đó mấy chị, nó nhỏ nhưng mà nó ra được 3-4 bờ hoa cho mình nha. Có một chậu nè mấy chị. Quá trời. Quá trời vòi luôn nè mấy chị ơi. Xuất sắc luôn nè. Nè, chậu này là 1-2-3-4-5. 5 cái bờ hoa cho mình nha. 5 cái bờ hoa mà nụ to cho mấy chị nữa. Mini da không lưỡi. Nè, nói chung là bóp đại ngẫu nhiên cho mấy chị. Anh chị nào mà may mắn thì mình nhận được cây nhiều vòi. Có một số cây nó lùm nữa mấy chị. Nói chung cái dòng này dễ ra hoa, dễ ra vòi hoa cho mình lắm. Ok, chị đổ nghe 4 cái lùm nè. Chốt là chị đổ nghe 4 cây nha. Đây 4 cây chị đổ nghe nè. Trời, 4 cây là nó lùm luôn, quá trời nụ cho mấy cho mình luôn nha. 4 cây chị đổ nghe nè, em cảm ơn nè. 4 cây là 240 nha. Cái vòi hoa nó dài, không sao hết. Nó dài nha. 4 cây là 24. Mình xin có anh chị nào lấy thì chốt với em nha. Mini da da, mấy chị mini da không lưỡi. Nó khác với cái mini da hồ của mình. Đặc biệt là nó không có cái lưỡi. Nên gọi đó là mini da không lưỡi đó mấy chị. Cái mặt hoa của nó cũng rất là đẹp. Chủ đạo của dòng mini da là màu trắng tím chớp mấy chị ơi. Chủ đạo là màu trắng tím chớp nha. Hôm nay không chưa có về mini da tím đậm, mà tím đậm cũng đẹp lắm. Anh chị nào chốt mini da thì chốt giùm em nha. 4 chậu 240. Cái đỡ tôi lại. Chị ca. Ghẹo em. 4 cây này 240 nha. Ok, ok chị đổ nghe nữa cái phân tân chậm nè, em cảm ơn. Dạ anh Thành Đạt đổ 4 cây này là 240, lẻ là 70 ngàn một cây. Mấy chị ơi, nó chói cái mặt em quá nè. Để một xíu nha, cho em xin 5 giây. Thôi, anh đừng như mưa. Nó bị chói. Nó bị chói mấy chị. Đây, mặt hoa mini da không lưỡi. 4 cây là 254, anh chị nào chốt mini da không lưỡi chốt với em nha. 204. 4 cây này là 204. Anh chị nào chốt mini da thì chốt với em. Em còn... em có mini đá tím chớp. Đấy, có mình có mặt cười nữa đúng không mọi người? Mini mặt cười, bây giờ mặt cười có không? Nhưng bên trong đó nè. Ừ. Hết rồi đúng không? Nè, có anh chị nào chốt mini da nữa thì chốt với em nha. Để em lên cho mấy chị cái dòng... để em lên cho mấy chị. Chị nào chốt mini da chốt em nha. 4 cây là 240 mấy chị ạ. 4 cây mini da là 240, cây rất là đẹp, rất là xịn cho mình luôn. Mấy chị nè, mấy chị em có cái cây này nè. Em được cái gì hợp lên. Có anh chị nào chốt mini da không lưỡi thì chốt em nha. Có cái chậu mini da thiết kế này nè. Chậu mini da thiết kế này là chậu lớn. Em để cho mấy chị á. Chậu này là 200 nha. Anh chị nào chốt mini da chậu này thì chốt giúp em. Chậu này là 200 ngàn. Mini da chậu thiết kế cho mình nha. Thùng bằng than. Thùng bằng than, bộ rễ bám rất là khỏe cho mấy chị luôn. Bộ rễ bám rất là khỏe cho mình nha. Em để cho mình chậu này là 200 ngàn. Cái này là mini da trắng tím chớp. Cái này là mini da khác cái mini da nãy em lên. Còn mini da, mini da da không lưỡi là không có chậu thiết kế, em chỉ có chậu phi 12, chậu nhỏ như thế thôi. Anh chị nào chốt chậu mini da thiết kế này chốt với em nha. Chậu thiết kế này em để cho mình là 200 ngàn á. Dạ.
chậu này á là em để mình là 200.000 nha. Anh chị nào chốt ni da thì chốt với em. Chậu này là chậu thiết kế là rất là xịn luôn, rất là lùm nha. Lùm được 3 cái vào hoa cho mình nè. Được 3 cái vào hoa cho mình nha. Rất là đẹp. Chậu mini da này là 200. Còn mini da không lưỡi chậu nhỏ này á 3 chậu lẻ là 70.000 chậu. Còn đi combo 3 chậu là 200, 4 chậu 240. Anh chị nào chốt mini da không lưỡi thì comment da không lưỡi với em. Còn mini da chậu thiết kế thì comment 200 nha. Anh chị nào chốt thì chốt với em nha. Dạ siam clip hết rồi chị Trâm. Siam clip hôm qua chị đẩy con hơi không còn cây nữa mấy chị. Để em nói về thêm cho mấy chị nha. Cái dòng đó nó cũng rất là thơm. Nó là một hoa mới. Dạ hoáng con hoáng long đỏ xưa hả? Ê đụng lên. Mấy chị em lên cái dòng hoa thơm cho mấy chị nè. Hoáng long đỏ xưa hả? Hoáng long đỏ xưa có bán còn không? Hết rồi chị ơi. Hoáng long mà sáng review thấy còn tươi chọn nữa đấy. Hết rồi. Mấy chị em lên cái dòng hoa thơm này. Mấy chị em lên cái dòng hoa thơm này nè. Ở đây xem like nha. À, bây giờ chị có việc hả? Ok chị Lam Anh Nguyễn nha. Thì chị có việc tối chị cứ vào xem like với em nha. Mấy chị lên dòng hoa thơm nè. Em lên cho mấy chị cái dòng hoa này nè. Hàm hương. Cây hàm hương chậu nhỏ. Dòng 280 bộ. Ok bạn. Hàm hương mấy chị ơi, em lên cho mấy chị cái dòng hoa thơm nè. Cái cây hàm hương. Hàm hương là dòng họ của cây bensuda mấy chị. Hoa nó thơm. Nó thơm cũng ngang ngửi như cây bensuda của mình vậy đó. Nói chung là cây này nó hàm hương này, cây nó hơi cọi cọc một xíu mấy chị. Trời có mặt nó chói. Để mấy chị cây hàm hương cho mình nha, rễ rất là khỏe luôn. Em để cho mấy chị cái cây hàm hương này á, rẻ là 150, 150 một cây, một cặp là 280 với em nha. Rẻ là 150 một cây mấy chị ạ. Cây hàm hương chậu này là chậu phi 12 cho mình, bộ rễ rất là khỏe nha, nó thuần bằng than cho mình. Cây hoa thơm, nó là dòng họ của cây bensuda mấy chị, hoa nó thơm lắm. À, có chớp không hả Sơn Tùng? Cây hoa đây. Sau lưng em. Cây này hả? Hay là cây nào? Anh hỏi em cây nào vậy anh Hải Minh? Phía sau lưng em là có được cái cây cái gì được đó? Sau lưng em là cái cây bò vàng. Còn phía trên đó là cây hồ điệp. Đó là hồ điệp. Họ đỏ Kiên Giang em hết rồi chị An. Để mấy chị em lên cho mấy chị cái dòng hoa thơm nè. Cái này là cây hàm hương. Hàm hương nó là bà con của cây bensuda đó mấy chị. Em để cho mấy chị một cây này đó là 150 một cây nha. 150 nè, cây này nó được 2 thân mấy chị. Trời ơi, lùm mấy chị ơi. Cây này 150 một cây nha. Có được cái mầm tơ cho mình nữa nè. Có được cái mầm tơ nè, bộ rễ rất là khỏe luôn. Cây này là để cho mình là 150 nha. Hàm hương hoa thơm cho mấy chị. Một cặp giúp em là 280. Đi lẻ là 150 một cây. Lẻ là 150 một cây nha. Còn đi một cặp là 280. Nè mấy chị, cây rất là khỏe. Nè, nó được có kia nữa nè. Nó là không có giống. Nó là like từ cây bensuda ra đó mấy chị. Nó là like, nó là dòng like của cây bensuda ra đó. Nó có cái mầm tơ cho mình nữa nè. Nè, có được cái mầm tơ cho mình nữa nè. Cây này á. Lên like đi. Nè, cây đẹp lắm mấy chị ơi. Để cho mấy chị là 150 một cây. Nó không có giống, cái dòng này là nó không có giống. Nó là dòng like của cây bensuda ra nó. Hoa nó thơm lắm, nó thơm cũng ngang ngửa bensuda đó mấy chị. Để cho mình là rẻ là 150 một cây nha, đi một cặp giúp em đi. Ok chị Hương Thu một cây lùm cho chị Hương Thu nè, chốt chị Hương Thu một cây lùm em cảm ơn nha. Mấy chị ơi, cái dòng này á. Em bóc ngẫu nhiên đi một cặp giúp em đi. Chưa có đơn đi một cặp giúp em đi, một cặp em để cho mình lẻ là một cặp là 280. Đi lẻ 150 là chưa đủ đơn đi hẹn nha. Nhớ chốt đơn thêm giúp em nha.
Nè, một cặp ham hương này là 280 mấy chị ơi. Cây đựng chê nó còi cọc mấy chị. Đựng chê nó còi cọc nha. Cái dòng ham hương này thì nó dòng ben với dòng ham hương thì nó không có nhiều thân. Nó được cái mầm tơ cho mình nè. Có được cái mầm gốc với cái mầm tơ cho mình nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, bộ rễ nè. Mấy chị nhìn xem cái bộ rễ nó rất là khỏe. Rất là khỏe nha. Đi một cặp giúp em đi. Một cặp là 280. Tính ra thì còn có 140 một cây rồi mấy chị. Hoa thơm. Về mấy anh chị treo lên là mình, anh chị nào muốn ra chậu á, mấy anh chị ra nè, mấy anh chị về mấy anh chị ép vô, em để cho mấy anh chị một cặp là 280, lẻ là 150 một cây, đều có mầm gốc cho mình nha, đều có mầm gốc, có cái mầm tơ cho mình hết đây. Bộ rễ rất là khỏe, nó thuần mần hang mấy chị ạ. Nó thuần mần hang, em để cho mình là một cây là 150, một cây là 150 nha, còn đi một cặp là 280. Nói chung là nó là có vòi nụ như thế này cho mình nè. Này mấy chị, nó được cái vòi nụ nè. Anh chị nào ở chốt hàm hương thì chốt em nha, hàm hương hoa thơm mấy chị ơi, hàm hương hoa thơm nha. Dòng like của cây ben soda ra đấy, đẹp lắm. Có anh chị nào chốt thì chốt em. Có anh chị nào chốt hàm hương thì chốt em. Cây đựng chê nó còi cọc mấy chị ạ. À? Đựng chê nó còi cọc, một cây còi cọc chứ nó được hai cái thân này, nó được hai cái mầm tơ cho mình nha. Lẻ là 150 một cây, lẻ 150 một cây. Hoa thơm lắm. Hoa thơm. Anh chị nào chốt hàm hương thì chốt em nha, hàm hương. À, cây có hoa đỏ phía sau hả? Đây, à em biết rồi. Cái cây này nè. Anh hỏi em cây này đúng không? Cây này cái gì đâu kìa? Em biết. Cây này không? Đêm về. Đêm không? Đây, cây hoa đỏ này đúng không? Cây này là cây Siam lá mít. Siam lá mít hoa hơm. Cánh hoa của nó là cực kỳ đẹp. Đây nè. Anh hỏi em cây này đúng không? Anh hỏi Minh Nguyễn. Nè cây này là cái chậu này là chậu Siam lá mít. Hỏi bà chủ ơi. Tao có bán. Nó quá trời mầm gốc luôn nè. Một cái, hai cái, bên đây một cái nữa nè. Ba cái mầm gốc của mình. Chậu này là chậu thiết kế. Rất là đẹp. Hoa thơm Siam lá mít, hoa thơm mấy chị ạ. Nè mầm hoa của cây Siam nè. Không chị hả? Màu đẹp. À, cái cây đó là giống cây hoang long đúng không? Tinh mắt chưa? Em hồi nãy em quay lại em không thấy. À, em ơi. Chị Kim Trần, chị cứ gọi qua mét. Chị cứ gọi qua bên số hotline giúp em nha. Cái này nè. Đi đơn với Kim Trần kìa. Kim Trần đi rác. Ok chị Kim Trần. Hoang long là cái chậu nhỏ này nè. Ok chị yêu. Đây. Ý anh hỏi em cái này đúng không? Kêu hoang long đỏ. Màu hoa là cực kỳ xịn. Cái này như chậu đọc lên 85.000. Dạ chớp em không có. Chị Kim Trần. Ok để em chụp gửi qua bóc ráp liền cho mình nha. Đây mấy chị. Cái này là cây hoang long đỏ. Rất là đẹp, màu hoa của nó nè. Màu hoa của nó là cực kỳ đẹp, cánh sắn cho mấy chị sắn tít luôn. À, chị Trinh Thi Quỳnh, cái chậu hồi nãy á, cái chậu hồi nãy là chậu Siam lá mít hoa thơm. Còn cái cây này anh Hải Minh Nguyễn hỏi em á, cái cây này là cây hoang long đỏ nè. Cái này chậu phi 12. Hai vòi ơi, cái chậu này có 20 kg. Chưa không? Cái chậu này á 85.000. Hoang long đỏ 85.000. Nè. Ok cho anh Hải Minh Nguyễn cây này nha. Cây mật hoa nè. Không biết sao mà để riêng. Cây này chốt cho anh Hải Minh Nguyễn nè. Cái cây mật hoa để riêng để làm mật hoa. Cây
quán lông đỏ em cảm ơn ạ. À, nè cho chị cái cây chị Trinh Thiên Huỳnh chưa, cái cây siam nè, cho chị coi lại cây siam nha. Siam nó mít hoa thơm mấy chị ạ. Nè nè mấy chị, chậu này siam nha, cái lá của nó là đẹp luôn ấy, cứng, cánh cứng, lá cứng cho mình nha. Hoa là siam, hoa siam, hoa thơm cho mình. Màu hoa của nó nè mấy chị, màu đỏ đẹp không. Chậu này em để cho mình là 400 nha, 400. Dạ cái chậu tháng lông đỏ đây em chốt rồi mấy chị ạ. À, em chốt rồi, tháng lông đỏ đi vài hôm nữa em nói cô phụ về thêm cho mấy chị nha. Rất là đẹp, màu hoa tháng lông đỏ rất là đẹp. Chậu này em để cho mình 400. Anh chị nào chốt tháng lông đỏ ơi, chốt cây siam đó mít thì chốt với em nha. Siam thuần bằng hệ thuần bằng sơ dừa mấy chị. Nó có tặng tới mình ba cái mầm gốc đang lên cho mấy chị nha. Chậu này rất là khỏe. Chậu này em để cho mình là 400. Anh chị nào có chốt siam đó mít thì chốt giúp em. Nè có được hai cái vườn hoa cho mấy chị. Nói chung em bán cái dòng này là bán dòng lá cho mấy chị đấy. Còn cái vườn hoa này về mình chơi được mình chơi giúp em nha. Nó là mấy chị, bộ rễ nó rất là chắc cho mình nha. Bộ rễ nó rất là chắc, nó thuần lâu rồi mấy chị. Nè cái chậu tím sau lưng của em hả? Nè nó nè, nó đó chị, cây tím vừa rồi sau lưng em nó nè, cái chậu mà em vừa cầm lên là cái chậu này nè. Cái chậu này là chậu siam lắm ít, còn cái chậu kia là cái chậu tháng lông đỏ em chốt cho khách rồi. Dạ thọ đỏ Kiên Giang em hết rồi chị Minh Hương Trần. Thọ đỏ Kiên Giang hiện tại bây giờ em hết hàng, vậy hôm nay chắc vậy hôm nữa về cho mấy chị. Hello chậu sông luôn nè, anh chị nào có chốt chậu siam này chốt với em nha. Siam lắm ít 2 sĩ 4 sĩ, chậu này 400, có tặng cho mình tới 3 cái mầm gốc đang lên nha. 3 cái mầm gốc đang lên mấy chị ạ. À, đẹp lắm, 3 cái mầm gốc rất là đẹp cho mình. Chậu này em để cho mình là 400. Nè có anh chị nào mà chốt cái chậu siam này chốt với em nha. Cái chậu của chị có hoa không em hả? Chị chốt cho like sau bên em gửi hàng cho mình như vậy nha. Mỗi tháng năm gửi số hotline em đi chị Kim Trần ơi. Chị mà có thắc mắc gì á chị cứ chụp hình, chị cứ gọi qua số hotline bên em nha. Số hotline của Kim trên bàn like á. Dạ, shop em ở 25 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh. Shop em ở là chi nhánh 1 Sài Gòn nha. Còn dạ không, bên em là không bao ship. Bên em là không bao ship. Bán giá là sát gốc rồi mấy chị nên là không bao ship cho mấy chị nha. Bán cái cây này rất là đẹp. 400 nè, anh chị nào có chốt thì chốt với em nha. Cây siam nó mít hoa thơm cho mình 400. Cây rất là đẹp. Có anh chị nào chốt siam thì chốt với em nha. Chậu siam này hoa thơm mấy chị ạ. À, hoa thơm nha, mặt hoa nó là vàng 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 đỏ mấy chị ơi. Cái cánh nó vàng vàng nó đỏ đẹp lắm. Ra nắng là nó ra màu đỏ cho mấy chị nè. Rất là đẹp nha. Ok chị Trinh nha. Nè mấy chị, có anh chị nào mà chốt cái chậu này thì chốt với em nha. Siam lá mít hoa thơm 400. Có anh chị nào chốt thì chốt với em. Đẹp lắm. Đây nha. Tại sao nó gần đây nè, chị chạy qua chị lấy luôn. Dạ. Em cảm ơn chị. Nè có anh chị nào mà chốt này chốt với em. Cái loại nào có nụ không hả? Dạ không. Cái cây này bây giờ em có được cây này. Em có một cây này. Một cây này là vòi như thế này. Lá, em bé hàng lá nha. Lá xếp cho mấy chị. Quá là đẹp. Cây này được 3 cái mầm gốc. Anh chị nào chốt thì chốt với em. Siam nó mít hơn không. Ta chốt chậu siam thì còn giúp em nha. Em có được mấy cái cây hàm hương nè. Nó xinh bây giờ em hết rồi. Sợ tới chiếm để một hơi cái là không còn cây luôn mấy chị. Chút dư nhiều lắm mấy chị ơi. Có như em sợ là mấy chị chút dư nhiều khi á không có đủ cây nữa. Bây giờ là không có dư một cây nào luôn mấy chị. Nó xinh hiện tại là không còn. Em có được mấy cây hàm hương nè. Em có được mấy cây hàm hương nè mấy chị. Lẻ 150 cây nha. Nè hàm hương hoa thơm. Nó là giống dạ có ben soda này chị Xuân. Có ben soda luôn nha. Ben soda chậu xinh 2 chậu nhỏ. Nhưng mà cái đó để chiều lên cho mấy chị. Nè em có được mấy cái này nè. Chậu đó giá sao vậy hả? Dạ cái chậu nãy là 400. Chậu nãy là 400 nha. Anh chị nào có chốt thì chốt với em. Cái chậu em đang cầm á, cây em đang cầm lên, nó là cây hàm hương. Hàm hương nha. Màu vàng hoa có thơm không em hả? Màu vàng hoa thơm. Không biết nè.
Cái đó em không rành nữa, nãy Minh Nguyễn. Được vậy. Cái chậu này em để cho mình là 150 nè. Cái chậu này là hầm hương, hầm hương hoa thơm nha. Nó là à, anh Quốc anh xem cái chậu này em mới bỏ xuống không? Ok anh, để em cái nha. Nè anh chị nào có chốt hầm hương chốt với em nha. Hầm hương này em để cho mình là 150 một cây. Cây hầm hương này rất là đẹp, bộ rễ rất là khỏe cho mình nha. 150 một cây hầm hương. Nè em cho anh những bên cần cái cây siam lắm, mít hoa thơm nè. Nè anh siam, chậu này có tận tới 3 cái mầm gốc, 3 mầm gốc nha, rất là đẹp. Chậu này là 3 mầm gốc, được 2 cái vườn hoa cho mình. Nhưng mà em bán là bán hàng lá, còn mặt bông về mấy chị chơi được chăm với em nha. Nói chung là cũng gửi hàng đi là đảm bảo mặt hoa cho mấy chị. Đây mặt hoa của cây siam nè mấy chị, đẹp lắm. Siam chậu này em để mình là 400. Có anh chị nào ở chốt thì chốt với em 400 cái chậu siam lớn mít này nè. Trời ơi đẹp mấy chị ạ. Được 3 mầm gốc, bộ rễ rất là khỏe nha. Mấy chị coi này, bộ rễ nó bám là nó rất là khỏe. Cùng mình sơ dừa cho mình được, em thấy đây là được 3 gốc, 3 gốc ghép vào một chậu mấy chị. Nó xây đều tròn chậu cho mấy chị luôn. Nó xây đều tròn cái chậu của mình luôn này. Rất là đẹp nha. Về mình chỉ cần treo lên là mình chăm nó thôi mấy chị ạ. Cái dòng này rất là dễ chơi. Đây siam nó mít hoa thơm, mấy chị chăm thử đi. Các anh chị nào chơi siam thì mấy chị cho em xin cái cái gì ta, feedback gì đó, cái feedback đó mấy chị. Nè có anh chị nào mà chốt chậu siam này chốt em nha. Anh Quốc Hình có chốt thì lên giùm em thông tin địa chỉ nha. Đây bốn sĩ có được 3 cái mầm gốc đang lên, đẹp lắm. Hồn bằng sơ dừa, bộ rễ bám rất là chắc cho mình, bộ rễ bám rất là chắc nha. Chậu thiết kế cho mình. Có anh chị nào chốt siam thì chốt với em, đẹp lắm. Hoa thơm lắm mấy chị ạ. Hoa thơm lắm nha. Ok chị Nấm Hương chậu siam này, em cảm ơn chị Nấm Hương nha. Trời đẹp lắm chị yêu. Chốt chị Nấm Hương chậu siam này 400, em cảm ơn chị Nấm Hương nha. Nè mấy chị em có được mấy cây mini da mặt cười. Mấy chị em có được 2 cây mini da chớp nè. Trời một lùm luôn mấy chị ơi. Cái chậu này là một lùm luôn nè. Dạ thỏ nâu. Thỏ nâu hiện tại em chưa có về. Em chưa có anh Hải Quân Nguyễn. Hiện tại chưa có nha. Mấy chị em có được cái cây mini da chớp này nè. Mini da chớp này nè, em để cho mình là 500, anh chị nào có chốt chốt với em nha. Mini da chớp. Nè mặt hoa của nó nè mấy chị. Nó chớp trên cái cánh hoa nè, chút xẹt trên cánh hoa mấy chị nhìn đi, nhìn rất là đẹp nha. Em có được 2 cây. Nè mấy chị, em có được 2 cây mini da chớp. Có anh chị nào chốt thì chốt với em. Nó rất là lùm. Nó lùm luôn mấy chị ơi. Một nồi luôn nè. Nó một nồi luôn. Cái mặt hoa nó rất là đẹp. Mặt hoa chớp để em cho mấy chị coi mặt hoa chớp nè. Nè nó chớp trên cánh hoa mấy chị thấy không? Nó chớp trên cánh hoa này. Em để cho mấy chị chậu này là 500 nha. Chậu chớp mini da chớp này 500, nó được cái mầm gốc luôn đó mấy chị. Nó được cái mầm gốc luôn nè. Có được đây cái mầm gốc luôn nè. Được 2 cái mầm gốc luôn. Được 2 mầm gốc, có một cái kia nó nhảy nữa nè. 500 chậu này nha. Anh chị nào chốt với em. Chốt mấy chị ơi. Nè mặt hoa của cây chớp mini da chớp nha. 5 xị. Em được 2 chậu. Cái này là chớp mặt cười. Chớp mặt cười mấy chị ơi. Cái này là cái chớp mặt cười cho mình nè. Trời ơi cái ngọc màu viên ngọc màu trắng. Nó lên hoa hoàng nha. Nè anh chị nào mà chốt thì chốt với em nha. Cây này là cây mini da chớp. Nó được cái mầm gốc nè, được cái mầm gốc đang lên thấy không. Cây rất là đẹp. Lùm lùm cho mấy chị. Cây lùm nha. Cây lùm em để cho mình là 500 một chậu chớp. Anh chị nào có chốt thì chốt với em. Nãy có anh chị nào hỏi em chớp đó. Em có được. Em được 2 chậu chớp nè. Trời ơi, mini da chớp nha, 500 chậu. Mặt hoa của cái chớp là cực kỳ xuất sắc luôn. Đẹp mấy chị ơi. Nên nhanh tay chốt nó đi, hốt nó về. Dễ chơi lắm. Nó lùm mà nó chớp nữa này còn gì bằng. Có anh chị nào chốt thì chốt với em nha. Mặt hoa là cực kỳ đẹp. Lùm. Em để cho mình là 500 một chậu. Có anh chị nào chốt thì chốt với em nha. 5 xị. Em lên cho mấy chị cái này nè. Đó là gì mà đỏ không đây. Em
lên cho mấy chị cái cây này nè. Em lên cho mấy chị cái dòng cây này nè. Ba vàng ba đỏ. Em có cái lon ba vàng ba đỏ này, em có ít nha. Em có ít à, được vài cây à. Được vài cây à mấy chị. Hoa thơm mấy chị ơi. Nè mấy chị, mặt hoa của cây ba vàng ba đỏ Dendronax ba vàng ba đỏ cho mình nha. Ba cánh vàng ba cánh đỏ rất là đẹp cho mấy chị nè. Nó là nè mấy chị, cái một chùm hoa là cây này rất là đẹp luôn. Cây này là cây mọc hoa của em nha, cây rất là khỏe. Ba vàng ba đỏ cho mấy chị nè, ba cánh vàng ba cánh đỏ, nhìn cái cánh hoa nó rất là đẹp mấy chị ơi. Đây ba vàng ba đỏ nha, em lên cây cho mấy chị coi nè. Cái dòng này rất là đẹp, bộ rễ rất là khỏe luôn, bộ rễ nó rất là khỏe mấy chị. Nó thuần bằng than nha, cây này thuần bằng than, đều là cây tơ cho mấy chị hết. Đây một số cây nó có thể thắt ngọn, một số cây nó ra hoa nhìn như thế này. Nhắn Lập Lê lựa chị hai chậu Ben với cái tiên. Ok chị Xuân nha, Lập Lê nhớ nha Lập Lê. Chị Xuân nữa, chị Xuân nhắn mũi vậy đó. Nè mấy chị, ba cánh vàng ba cánh đỏ nha. Mặt hoa của cây ba vàng ba đỏ này rất là đẹp. Ben hả? Ben chắc em để chiều lên mấy chị ơi. Nè cây lên, cây là như thế này cho mình. Em để cho mấy chị á, lẻ là 70.000 một chậu. Combo 3 chậu 200 giúp em nha, ba vàng ba đỏ. Cái dòng này rất là đẹp. Nó được cái mầm gốc nè, nó được cái mầm gốc cho mấy chị. Cây là đều là vòi nụ to. Để đơn vậy? Đây. Lên vài chậu mà. Nó nhiều lắm, không có dám lên. Nè mấy chị, em được cái cây này nè, ba cây. Em lên cho mấy chị đi combo đi, ba vàng ba đỏ. Ba vàng ba đỏ nha. Đây, không có hoa. Anh Duy Hiền không có hoa. Ba chậu này 200 em chốt cho anh Duy Hiền nè, nó chỉ có nụ to thôi nha. Còn nữa mà có hoa em không có. Em không có nụ. Cho chị Trinh Thiếu Huỳnh ba cây vàng, ba vàng ba đỏ. Trời ơi, ba vàng ba đỏ cây rất là khỏe nè mấy chị. Cây rất là đẹp nha. Ba cây chị nè, cho chị Trinh ba cây. Ba cây chị Trinh em cảm ơn. Ba cây cho chị Trinh nè, nụ to cho mình nha. Em cảm ơn ạ. Trinh Thiên Huỳnh ba cây 200. Số 17. Ơ, chết rồi. Ừ đúng rồi đúng rồi. Cái này cho chị Trinh Thiên Huỳnh nè, cái nãy là của anh Duy Hiền á. Anh Duy Hiền là số 18. Nè mấy chị, ba cây. Chốt cho tiền dông trai ba chậu nè, ok ạ. Ba chậu là 200 mấy chị ơi, ba chậu 200 nha. Cây đẹp lắm, cây tơ, còn một lên. Đây, ba chậu cho anh nè. Ba chậu 200. Rất là đẹp. Đẹp lắm hết ơi, nên chốt hết ơi. Đẹp lắm. 19 là ba chậu này cho tiền dông trai 19. Tiền dông trai cho một cái tibot á. Chưa vô. Ta nó vô tibot thì coi. Không có biết gì đâu, đi vô qua đây làm không biết gì đâu trời. Dông trai. Ba cây vàng. Cho chị Lê Vân một cây lùm đẹp nè, cho chị Lê Vân một cây nè. Em cảm ơn chị Lê Vân nha. Lê Vân 20 một cây. 19. Lê Vân một cây nè. Anh đi không kịp, anh đi cái tên chứ cái số cây rồi. Ba vàng ba đỏ. 80, 70. Cho chị Lê Vân một cây nè. Ok, chị Nguyễn Sương ba cây nữa to nè. Ok, chị Nguyễn Sương nha. Nguyễn Sương 28. Trời ơi, cây tơ mất hết ơi. Ba cây chị Nguyễn Sương nha. Cảm ơn chị Nguyễn Sương nè. Ba cây cảm ơn chị Nguyễn Sương à. Nguyễn Sương 21. Ok, Minh Tâm một cây. Ba cây ba vàng ba đỏ. Cho chị, cho anh Minh Tâm. Minh Tâm một cây. Minh Tâm một cây. Đây, cho Minh Tâm một cây nha. Đủ to. Cảm ơn ạ. À. Minh Tâm 22.
Mỹ Duyên ơi, Mỹ Duyên có lấy đồ giùm mình cái được không? Mỹ Duyên lấy đồ giùm mình, hỏi giùm mình cho chị. Ok chị Lê Vân, cho chị Hiền Nguyễn hai chậu ba bài ba đỏ nè. Không biết nữa, mày lấy tao 200 á. Mày em lấy rồi. Cho chị Hiền Nguyễn hai chậu nè. Cái số này là số không dán số giùm em. Số 22 đúng rồi. Hai chậu là 24 hả? Lẻ 70 nha em, cảm ơn chị. Hiền Nguyễn số 12 rồi. Nè mấy chị, cái mặt hoa của cây ba vàng mai đỏ nè. Trời ơi, lô này về rất là đẹp nha. Rất là đẹp cho mình nha. À, chậu vàng sau lưng em hả? Dạ, chậu vàng sau lưng em nó là cái chậu bò. Với phía trên của em nó là hồ điệp. Dạ, hồ điệp vàng đồng á, giá là 180 nghìn một vòi. Còn cái hồ điệp mà cao trên đó là hồ điệp vàng nghệ. Nó là 200 một chậu, hai vòi nha. Anh chị nào chốt ba vàng ba đỏ nó chốt giúp em nha mấy chị. Ba vàng ba đỏ nè, mặt hoa rất là đẹp luôn. Hoa thơm mấy chị, cái dòng này là hoa thơm nha. Lẻ là 70.000 một chậu, ba chậu 200, bốn chậu 240. Ba chậu 200 mấy chị, ba chậu 200 nha. Ok chị Chiên trên thiện hình nha. Chị em dồn đơn chị luôn được, chị luôn như shop hả? Dồn hả? Nếu mà dồn chị có nhắn tin luôn mé giúp em nha. Nè mấy chị, mặt hoa cây ba vàng ba đỏ, mấy anh chị nhanh tay chốt nha. Cái lô này về hôm nay cây rất là đẹp, đều là cây tơ cho mấy anh chị bông bói, bông đầu tiên cho mấy anh chị. Cây nó rất là khỏe. Nè, nó là hắc ngọn hết rồi. Nè mấy chị, cái dòng này rất là đẹp luôn. Em để cho mấy anh chị lẻ là 70.000 một chậu, đi combo 3 chậu 200. 3 chậu là 200 nha. Cây chị Nhi Hồ một cây lùm nè. Ok chị Nhi Hồ nha. Chốt chị Nhi Hồ một cây nè. Trời ơi, cây nó vòi rất là dài mấy chị à. Vòi dài nha. Mấy chị nên chốt cái dòng này đi. Ba vàng ba đỏ, hoa thơm, cánh hoa của nó là đột biến, ba cánh vàng ba cánh đỏ, cánh nó sắn như thế này nè mấy chị. Cái lụa của nó cũng rất là đẹp cho mình nha. Ba vàng ba đỏ, hoa thơm, hoa thơm đó chị Dung Phạm, hoa thơm nha, em gửi mấy thơm á, hoa thơm lắm chị yêu, hoa nó thơm mùi dịu ngọt lắm, đẹp thơm lắm mấy chị. Nên là mấy chị nên mua về chăm thử đi. Lẻ là 70.000 nha, lẻ là 70.000. Anh Hải Minh Nguyễn không có bán cái mọc hoa em để dành á. Em không có bán cái mọc hoa mấy chị à, cái mọc hoa em để dành lại. Em chốt mấy cây này cho mấy chị nè. Nói chung là cây là... Có một nè vậy em chốt cho anh Hải Minh Nguyễn cây này nha. Cái vòi nó bị cong chứ không bị gì hết. Nó bị cong chứ không bị gì hết nha. Hải Minh Nguyễn nha, chốt với em. Nó thuần bằng... nhiều à? Thôi vô đưa tiền cho. Nè, nó thuần bằng than đó chị Dung. Thuần bằng than cho mình nha. Rất là khỏe, cây rất là khỏe. Nó, bộ rễ của nó nè mấy chị. Bộ rễ của nó rất là khỏe. Mấy anh chị nên chốt đi. Anh Hải Minh Nguyễn chốt cái này, em chốt nha anh cây bạc hoa nè. Không, cây mẫu em không có bán. Cái cây hoa mẫu biết sao em để dành mấy chị à. Để dành là mọc hoa. Ba vàng ba đỏ, đột biến về cánh hoa cho mấy chị nè. Ba cánh vàng, ba cánh đỏ, hoa thơm. Cây này là thắt ngọn cho mấy chị hết rồi. Cực kỳ đẹp. Cây cực kỳ đẹp nha. Dạ, chậu này là lẻ là 70.000. Cho chị Nguyễn Sương đỏ cho chị cây nở hả? Ok, chị Nguyễn Sương 21 đỏ cây nở nè. Cây này được, nó nở nở nè, đỏ chị Nguyễn Sương nha. Cây này là lẻ là 70.000. Hôm Tết sẽ bán một chậu hoa này 180 á. Trời ơi, chậu này là 180 hả? Mấy chị nhiều khi nè, rất là đẹp. Cây mẫu nó béo, nó đẹp hả? Đúng rồi, cái cây này nó đẹp đó chị ạ. Cây nó đẹp, hoa thơm nha. Anh chị nào có chốt thì chốt với em. Nè, em lên cho mấy chị cây như thế này nè. Nè, cây đều là cây tơ cho mấy chị. Cây đều là cây tơ nha. Cây rất là khỏe. Cây rất là khỏe. Anh chị nào có chốt thì chốt với em. Dạ, Dương Việt, em còn Ben Soda em còn nha. Ok, cho chị Ichigo hai chậu nè. Ichigo lên giùm em số điện thoại địa chỉ liền giúp em nha. Lấy thông tin liền giùm em đi. Hai chậu này cho Ichigo nè, em cảm ơn ạ. Nhắn số văn qua luôn nha. Số không? Đúng không? Ichigo 23. Cho chị Dung Phạm 3 chậu nè. Ok chị Dung Phạm nha. Đâu ưu tiên được. Ai cũng như ai mà mấy chị đâu ưu tiên được. Đây, dạ bà Liễu Thuận Thang hả? Em có à. Ok Ichigo inbox thì chị giúp em nha. Nè mấy chị, em lên cho chị Dung Phạm 3 chậu nha. Đều là nụ to hết. Cây rất là khỏe. 3 chậu cho chị Dung Phạm nè, em cảm ơn ạ. 3 cây 24. Cây đẹp lắm mấy chị à. Cho chị Phạm Nhi một cây nè. Mấy chị, cho chị Phạm Nhi một cây nha. Một cây lẻ là 70.000.
một cây đẹp 70.000. Ok chị thấy cao. Dạ được. Lấy đây lựa cho mình cây hai cây hồi được vàng cao phía trên. Chị lấy vàng nào? Chị lấy vàng đồng hay là vàng Asahi? Có vàng Asahi ở cái cây dưới đây nè. 190 một cây, còn cây vàng ở trên kia là vàng nghệ 200.000. Em lấy cho chị coi nha. Cái chị Phạm Nhi một cây nè, em cảm ơn chị Phạm Nhi. Chị Phạm Nhi lên liền em không tin nha. Chị Phạm Nhi có không tin em cảm ơn. Hai cây. Cây đó là hai vòi 200.000 một cây nha. Nè, em cho chị coi mặt hoa của nó nè. Đẹp lắm. Chị lấy vàng này đúng không? Lên Ben hả? Anh ăn nỉ em cho, để em lấy cho anh cái cây Ben soda nè. Cái còn sao? Ben nó nhiều lắm đó chị, em không có dám lên. Ok, chị làm nhiều hả? Ok, để em xíu em đổi chị nha. Nè chị. Chị Hí Cao. Hai cây nè chị yêu. Hai cây này đó mỗi 200.000 một cây. Nó là hai vòi hồi điệp vàng nha. Hai vòi. Dạ, Ben soda, Ben soda là 150 một cây, một cặp là 208. Ben soda hoa thơm. Có, em có Ben soda, hôm nay có Ben nữa mấy chị. Ben soda về nhiều lắm. Mấy chị chiều tranh thủ chốt giúp em nha. Chiều đi, chiều Ben soda lên. Bây giờ em lên cho mấy chị mấy cái dòng này, mấy chị nhớ đón like xem chiều nha. Cái like chiều là 2 giờ bên em phát like, mấy chị nhớ đón xem like nha. Chiều sẽ có hàng hot hết cho mấy chị. Chiều là hàng hot không? Thì đẹp không đó mấy chị. Nè, cái hồ điệp vàng đồng vàng này là 200.000 một cây. Anh chị nào có chốt vàng chốt với em. Anh Hải Minh Nguyễn. Ben soda là hoa thơm. Chiều á, chiều anh Chiến hot hết cho anh lên cái cây này. Xuất sắc luôn. Không vào xem like là uổng đấy. Không, bên em không có cắt like. Ok, chị Thúy Cao hai cây nè. Bên em là cho gộp nguyên một ngày nha. Một like sáng, like chiều và like tối. Có thể gộp chung một ngày, qua ngày sau bên em mới cắt like à. Đây, hai cây này chốt chị Thúy Cao. Em cảm ơn chị Thúy Cao à. Có anh chị nào chốt ba vàng ba đỏ nữa thì chốt với em nha. Ba vàng ba đỏ hoa thơm mấy chị ạ. Đột biến về cánh hoa, ba cánh vàng, ba cánh đỏ, cánh sắn như thế này, lộn cúp phía xa cho mấy chị này rất là đẹp nha. Cây tơ cho mấy chị, cái bông bói đầu tiên là cây rất là đẹp. Dạ, ở hồ đẹp không có cây nụ. Em có mấy cây này nè. Em có cái cây này nụ nhưng mà nó là nụ vừa vừa. Chắc rồi. Là mấy chị. Em có cái dạ siam xanh em hết rồi chị Dung. Siam clip đúng không? Siam hoa thơm hết rồi. Ok chị Phạm Nhi, đợi em xíu, đợi chị Phạm Nhi cái lùm nha. Này đây chị Phạm Nhi cái lùm nè. Đợi chị Phạm Nhi cái lùm này nha. Hai vòi luôn. Cảm ơn chị. Hai lùm đổi nè lùm. Nè mấy chị. Vàng Asahi nha. Chị Huyền Trang đợi em cái nha. Vàng Asahi, cái vàng này là 190.000. Vàng Asahi, hồi đẹp vàng Asahi. Có anh chị nào chốt vàng Asahi thì chốt với em nha. Vàng Asahi. Hello chị Anh Thiên Long. Từ từ. Cái này để một bên cho em. Đây lấy em bán cây đó nhiều. Không đổi á, cây đó đổi cứ số 25 á. Hồi đẹp á, hồi đẹp á. 200.000 một cây. Đây, chốt cho chị Huyền Trang Nguyễn qua cây nè. Cảm ơn chị Huyền Trang Nguyễn nha. Huyền Trang Nguyễn, trời ơi, cây đẹp chiêu à. Ba cây chị Huyền Trang Nguyễn nè. 27, 27. Ba cây rất là đẹp nè. Cây lá là cực kỳ khỏe hay không chị yêu? Đây. Đây. 7. Cái này 27 nè. Cái hồ điệp đó để đúng không anh? Hai cái đó đổi cho hai cây hồ điệp vàng nãy. Ok chị, em đổi cho chị á. Bỏ hai cây. Giờ vẫn là 200 đúng không? 109 nè. Sao vậy quan? Bị đói hả? Nè, cái ba vàng ba đỏ nha. Hoa thơm lắm. Mấy chị nên chốt đi, cây rất là đẹp. Chị Diễm hỏi em cây này hả? Cây này là cây ba vàng ba đỏ. Dendro nắng. Ba vàng ba đỏ nha. Ok cho Bùi Hải một cây hồ điệp vàng nè. Ok anh. Để cho nó dẹp hai cái đó ra luôn. Gặp ra nha. Để cho cây mấy chị ơi, cây này đẹp lắm. Nên là mấy chị nên chốt đi. Nè, vàng Asahi nha. Chốt cho Bùi Hải một cây nè. Một cây. Hello. 28. Cho chị Vân Ly ba cây nè. Đâu trời. Còn đâu đây? Hết rồi hả? Cái này nè.
tích nè. Tích chị Vân Ly ba chậu nha em, cảm ơn chị Vân Ly. Ba chậu chị Vân Ly nha em, cảm ơn chị Vân Ly ạ. Ba chậu là 100, ba chậu là 200 nha. Ba chậu 200 để 70.000 chậu. Đến nè. Anh đã nhân cái giọng của em á, nay là nó bị khèn rồi đó. Nó bị khèn rồi chứ nó có 100 lúc trước rồi. Em nói ít hơn Chiến mà cái giọng em là nó muốn bể giọng rồi đó mấy chị. Còn Chiến nói xuyên đi xuyên ngại luôn nên là thương lắm, thương lắm. À, chị ở Cà Mau hỏi cái bè nó vẫn ok không em? Dạ ok chị Tiền. Yên tâm. Đây. Em ship toàn quốc. Ship từ đây ra Bắc không sao đấy. Nè cây này 190 nè, anh chị nào chốt chú với em. À, có chỗ nào cây đẹp lùm không chị hả? Chị hỏi em cây này hả? Có cây đẹp lùm, có cây kim điệp á. Còn kim điệp không Lục Lê? Còn kim điệp nè chị thấy cao. Đẹp lắm. Nè có anh chị nào chốt này thì chốt với em nha. Chị tiền trong chai có chốt thì chốt với em nha. Cây vàng này nói chung là được. Không sao. Đi xa vẫn ổn mấy chị ạ. Em ship từ đây ra Bắc vẫn ok đấy. Có anh chị nào chốt thì chốt với em nha. À, cây vàng Asahi này là 190. Ok chị. Nè nụ to không à. Yên tâm nụ to nè. 190 nha. Em chốt với chị. À cái cây xanh đó hả? Đây cây này hả? Đẹp lùng hả? Lộc Lê còn cây ba vàng ba đỏ Lộc Lê. Cây này số 19 gặp. Ghi vô Asahi 190. Nè có anh chị nào chốt ba vàng ba đỏ chứ em nha. Ba vàng ba đỏ em để mình 70.000. 70. Để em kiếm thêm cây cho, em còn cây hàng lá à. Cây nó đẹp lắm mấy chị ơi, nó mướt mát, ướt át lắm mấy chị ơi. Lê 70 nha. Hết rồi hả Lê? Đâu? Còn cây à? Hai cây nãy hả Lê? Mấy chị em còn được ba cây lá nè. À, rồi Lộc Lê cái mẫu bán không Lộc Lê? Nè chốt cho anh Minh luôn nè, trời ơi Minh này. Chốt cho anh Hải Minh Nguyễn đó. Thương lắm mới chốt đó nha. Hải Minh Nguyễn số 15 gặp 70.000. Mấy chị em còn được ba cây lá nè. Để cây đẹp nha. Lá chứ còn xuất sắc lắm ấy. Ba vàng ba đỏ nào lùn đẹp không chị? Nè em giờ em còn hàng lá nè, ba cây này em để cho mình 150. Em cảm ơn Hải Minh Nguyễn nha, nhớ đón subscribe của em nha. Chốt vậy là nhớ đón subscribe em nha. Nè em còn được ba cây này nè, ba cây hàng lá. Nó là cây ba vàng ba đỏ luôn. Hàng lá nha, ba cây 150 anh chị nào chốt giúp em nha. Trời ơi cây còn quá xuất sắc luôn mấy chị ạ. Mà em nói với mấy chị là cây này là nó mầm gốc. Ba cây chốt chị Nguyễn Diễm nè. Nguyễn Diễm lên liền, em không tin số gọi đi. Lên liền em nha. 150 cảm ơn ạ. Dân Ly chốt chậm rồi. Nguyễn Diễm lên em không tin liền nha. 30. Lên liền giúp em. Còn gì nữa cho tao lên. Ít thích chấm vậy ha. Vừa thoải gặp Ly. Em lên cho mấy chị cây này nè. Em cảm ơn chị Nguyễn Diễm lên liền em địa chỉ luôn nha. Mấy chị ạ, à, nó bị chói. Chậu vàng lấy nụ nhiều không hai giúp nhé. Ok chị Tuyền em trai được cho mình rồi đấy. À, em có được. Vàng Asahi này nè, đẹp lắm. Một xị chín một cây. Anh chị nào chốt vàng Asahi chốt với em cảm ơn chị Nguyễn Diễm có thông tin nè. Tiền ông cha lên em địa chỉ luôn nha. Có anh chị nào mà chốt vàng Asahi chốt với em nha. Vàng Asahi này là 190 một cây mấy chị. Hồi điệp vàng Asahi cây rất là đẹp. Yên tâm, cái dòng hồi điệp rất là dễ chơi mấy chị ơi. Nhất chị Mai em chốt ba cây lá rồi. Ba cây lá em chốt rồi. Nè có anh chị nào chốt vàng Asahi chốt với em nha. Mấy chị, anh chị nào có chốt thì chốt với em nha. Có bà Liễu Thường Thang không em với hả? Lục Lê, mình còn cái chậu bà Liễu nào Thường Thang không Lục Lê? Em hết rồi á chị. Em hết rồi á chị Minh Tâm. Anh chị nào chốt hồi đẹp vàng Asahi chốt với em nha. Vàng Asahi. Em có chậu bà Liễu lớn thuần bằng thể xưa dừa, giá là 400 cành. Lục Lê nói vậy đó. Mấy chị em có được mấy cây ưu thái nè.
xâm lai có gì gọi chút hay nhé em. Ok, ok chị tiền nhóm chai nha. Để em coi cái này cái mấy chị ơi. Thấy 80.000 cây. Là mấy chị em có được mấy cây ưu thái nè. Ưu thái hoa thơm cánh sắn quá là đẹp. Nè mấy chị mặc hai cây ưu thái nè. Cánh sắn nghe lưỡi bọt cho mấy chị nè. Dạ đồng tiền nữa mà em hết rồi Đỗ Thanh. Em hết đồng tiền nữa màu. Mấy chị em có mấy cây ưu thái nè lùm xùm mấy chị ơi. À, cây này em để mình là 80.000 một cây. Ba cây là 2 xị. Ba cây 220 chứ. Ba cây 220 nha. Ưu thái hoa thơm. Em còn được ít. Em không còn nhiều nha. Nó làm gì trước kìa. Nè mấy chị. Một bụi luôn. Lụm gì vô. 80.000 cây. Ba cây này là 220 nha. Anh chị nào có chốt ưu thái chốt với em. Ba cây ưu thái này là 220. Có cắt dâu không chị hả? Dạ không. Chị loại hoa em không có. Nè. Anh chị nào có chốt ưu thái chốt với em nha. Dạ shop em ở 25 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Hạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh. Chi nhánh 1 Sài Gòn. Một bụi luôn mấy chị ạ. Một bụi luôn, cái cây nó là một bụi luôn mấy chị. Bộ rễ rất là khỏe nè. Bộ rễ quá trời rễ mấy chị ơi. Cây này em để cho mình lẻ là 80.000 cây, ba cây 220. Ba cây ưu thái này là 220 nè. Có anh chị nào chốt ưu thái chốt với em nha. Hoa thơm lắm mấy chị. Hoa thơm nha. Ưu thái hoa thơm nha. Ok cho anh Hải Minh Nguyễn một cái lùm. Chốt anh Hải Minh Nguyễn một cái lùm nè. Cảm ơn anh ạ. Ghi số dán luôn nha. Nè, ba cây. Như tiền 80.000 một cây ưu thái mấy chị ạ. À. Cây nó lùm lùm cho mấy chị đó là mấy chị nhanh ta chốt với em nha. Nhớ là vô xem like chia sẻ với em nha mấy chị. Đây ba cây ưu thái này là 220. Anh chị nào có chốt ưu thái thì chốt với em. Ưu thái hoa thơm. Cái cánh của nó này mấy chị, cánh sắn nha. Cánh sắn hoa thì nó không có được to. Hoa không được to nhưng mà cái lưỡi nó lưỡi bọt cho mấy chị rất là đẹp. Lẽ là 80.000 chậu. Nè, cây lùm lùm cho mấy chị luôn. Cây rất là đẹp. Ưu thái thì lá nó hơi nó bị sụi chứ không sao mấy chị ơi. Được một cây ưu thái mà nó lùm gì là quá ok mấy chị. À, hũ kích đỏ hả? À, kích đỏ là 80.000. Ê Vy kích đỏ nhiêu rồi chị Vy? 80. Đúng rồi, hũ kích đỏ là 80 của chị Diễm. Nè mấy chị. À, cây ưu thái nè, 80.000 một chậu nha. Anh chị nào chốt ưu thái chốt với em 80.000. 80.000. Có anh chị nào chốt ưu thái thì chốt em nha. 3 chậu, 3 chậu là 220. Cây lùm lùm quá trời lùm luôn nè mấy chị ơi. Nên là mấy chị nên chốt ưu thái đi. Ưu thái em còn được ít à, em còn được một sọt hay sọt là hết rồi. Còn được vài combo thôi. Ba cây là 200 nha. Cây này là hoa thơm, cánh sắn lượn bệt cho mấy chị. Ưu thái nè. Ưu thái mình là cây này là để cho mấy chị là 80.000. 80.000 một cây ưu thái. Anh chị nào mà chốt ưu thái thì chốt với em nha. Để cho hoa thơm giấy bự. Để cho trong chổng. Cây đẹp đó mấy chị ơi. Cây cao nè. Nói chung là vừa nụ vừa nở. À hũ màu hồng á, hũ kết hoa, hũ đó là hũ kết hoa là 30.000 một nắp. Nắp kết hoa là 30.000. 30.000 đó chị Diễm. Cái đó là kích được nhiều lắm ấy. Nè anh chị nào chốt ưu thái chốt với em nha. Có chậu lùm có chậu cao. Nên là mình để anh chị nào mà hít cao thì em được cao, anh chị nào hít lùm em được lùm cho mình nha. Em còn được ít à. Còn cái khác không Lộc Lê? Gì? Còn cái khác không? Dạ. Mấy cái khác thì Lộc Lê cho mình. Em biết giờ tâm. Thôi. Cái Lộc Lê hù mình hoài vậy Lộc Lê. Nè. Anh chị nào có chốt cây ưu thái thì chốt với em nha. Mặt hoa cây ưu thái này hoa thơm lắm mấy chị à. Nên là mấy chị cho ưu thái mấy chị biết. Hoa thơm, cánh sắn, lưỡi bệt cho mấy chị. Hoa nó không có được to. Hoa nó không được to nhưng mà nó được ổn. Sao? Nè có anh chị nào á chốt ưu thái thì chốt với em nha. Hồi nãy anh chị nào hỏi em gì mấy chị, có chị nào chú ưu thái thì chú với em nha. Để mấy cây gì đẹp lên cho mấy chị nè. Nè em còn mấy cái chậu da không lưỡi nè. Có anh chị nào chú ưu da thì chú với em nha. Ok chị Nguyễn Diễm một nắp kích hoa nè. Có 30 một cái kích hoa. Một kích hoa. Tại đây còn nắp kích hoa nữa mấy chị. Nè anh chị nào có chốt mini da không lưỡi chú với em nha. Mini da không lưỡi em để cho mấy chị lẻ là 70.000 chậu, 4 chậu 24.
tư nha, anh chị nào chốt đi ra không được thì chốt em. Được đây. Mấy cây đã đỡ đỏ xinh được hết luôn á mọi người. Mấy cây đó là hết luôn nè. Mấy cây đó đó. Đó. Nãy chị á, nãy chị ca chửi tao á. Hết thiệt luôn. Tao thấy nhỏ lẻ cũng còn. Gì vậy? Gì? Cho mình đi. Hỏi vậy? Mình hỏi vậy? Nè. Mình đi giặt lưỡi nha, để em lên cho mấy chị kiếm gì lên cho mấy chị nè. Hay đẹp không à, mấy chị ơi, mà tối là chút dư không à, không có đủ luôn, không có buổi sáng luôn. Không còn gì hết mấy chị. Còn Ben, em còn Ben Soda, nhưng mà Ben Soda hẹn mấy chị live trưa nha. Bây giờ ít view em không có lên. Ben Soda là chiều cho mấy chị. Mấy chị phải đó xem live chiều. Live chiều là hàng hot hit cho mấy chị. Mấy chị nhớ xem live nha. Nè, cây này là mini da trắng lưỡi tím, em còn được chậu thiết kế đó. Em được một chậu này, chậu này em để cho mấy chị là 200 ngàn. Có anh chị nào mà chốt thì chốt với em. Chậu này là 200, rất là lùm, nó là mini da trắng tím chớp. Còn cái chậu này là mini da không lưỡi, không lưỡi em để cho mình lẻ là 70 ngàn. Ba chậu 200, 4 chậu 240 nha. Cái này rất là đẹp, chậu mini da nè, nó là mini da trắng tím chớp, chậu thiết kế. Dạ có. Dạ có đó chị Trúc Lê. Em live sáng. Bên em là live sáng từ 10 giờ em live cho tới 1 giờ. Còn chị Yến live từ 2 giờ cho tới chiều, tối chị Yến live nữa. Nên là mấy chị nhớ đó sẽ live với em nha. Bên em phát live 3 khung giờ, 10 giờ cho tới 1 giờ. Còn 2 giờ live cho tới tối. Rồi 8 giờ phát live tới 12 giờ. Nên là mấy chị đó sẽ live với em. Cho mấy anh chị gặp đơn trong một ngày luôn ạ. Từ live sáng, live trưa và live tối cho mấy chị gặp trong một ngày. Nhưng mà qua ngày sau mấy anh chị không có gặp đơn được với em nha. Cố gắng chốt đủ đơn trong một ngày. Mấy anh chị có thể chốt live trưa, live sáng hoặc live tối cũng được. Nhưng mà phải gặp, phải đủ đơn từ 200 ngàn bên em mới cho đi hàng được. Mình có băng cốc không để chiều chị canh chốt đơn hả? Xin xa băng cốc hả? Xin xa băng cốc hình như hiện tại là em hết hàng á chị. Hiện tại hình như là em hết hàng á. Có anh chị nào chốt thì chốt em nha. Mấy chị em có được cái chậu mini da mặt cười này nè. Mấy chị mini da chớp mặt cười nha. Chậu này em để mình là 500. Anh chị nào có chốt thì chốt với em nha. Mini da mặt cười nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. Chớp nha. Có cái nè, cái chậu đi chớp rồi mấy chị. Chớp nha. Dạ phí ship bên em là con ký tính tiền. Nói chung là phí ship trung bình thấp nhất bên em là 40 ngàn. Tại nó là hàng hoa lan tươi, đi hàng xa nên là cũng xác xuất. Nên là phí nó 40 ngàn là vừa. Anh chị nào có chốt mini da chốt với em nha. Để em kiếm mấy cây diệm lên cho mấy chị nè. Để Lộc Lễ đi kiếm cây cho em mấy chị ạ. Đừng có vội online nha, lại xin like với em nha. Cho em xin lượt chia sẻ công khai mình nha. Dạ Burana hả? Burana hiện tại bây giờ em chưa có hàng nữa chị Diễm. Chưa có. Có anh chị nào chốt thì chốt với em để em kiếm cái cây độc lạ lên cho mấy chị nào. Đừng gọi online nha, lại xin lấy với em nha. Em đang đi tặng cây. Trong thời gian chờ đợi em lên cho mấy chị cái bộ bò tím này nha mấy chị. Mấy chị em lên cho mấy chị cái chậu bò tím này nè. Chậu bò tím này. Dạ Ben Soda em có. Đây. Mấy chị, cái chậu bò tím này á, đen đôi nắng lưỡi bò tím cho mấy chị. Cái lưỡi của nó là màu tím đậm, rất là đẹp nha. Chậu này anh chị nào có chốt em để cho mình là 350. Anh chị nào có chốt cái chậu bò, anh chị nào có chốt cái chậu bò tím này em để cho mình là 350 nè. Rồi đẹp mấy chị, đẹp không? Cái lưỡi bò tím là cái lưỡi của nó rất là đậm, rất là đẹp nha. Cái lưỡi nó rất là bự luôn, to cho mấy chị. Có anh chị nào chốt thì chốt với em. Dạ có, anh Ngô Đức Ben Soda em có, nhưng mà hẹn mấy chị là chiều nha. Mấy chị với em nha. Chốt xem like chia sẻ với em nha. Nè mấy chị, cái đen đôi nắng lưỡi bò tím này anh chị nào có chốt để cho mình là 350. Nó được cái màu gốc nè, được cái màu gốc rất là to để cho mấy chị nha. 350 chậu này anh chị nào có chốt lưỡi bò tím này thì chốt với em. Đen đôi nắng lưỡi bò tím, cái lưỡi của nó rất là đẹp, rất là bự, bông to cho mấy chị. Em cảm ơn chị Trúc Lê. Mấy chị vô xem like chia sẻ với em nha. Em lên cho mấy chị cái dòng này nè. Vô đông đông đi lên cái dòng này cho nè. Vô xem like đông đi lên hàng hot nè mấy chị. Đẹp lắm. Đẹp nha. Nè mấy chị, em lên cho mấy chị cái dòng này nè. Anh chị nào có chốt lửa bò tím thì chốt em nha. Dạ kinh công em không có, kinh công hôm nay hiện tại chưa có về hàng. Cái
chậu này bò tím 350, anh chị nào có chốt bò tím chốt em. Em lên cho mấy chị cái cây này. Nè. Đẹp không? Xuất sắc không? Vô xem like đông đông đi mọi người ạ. Mọi người, bà con, cô dì, chú bác thì vô xem like giúp em đi. Vô xem like chia sẻ giúp em đi. Nè mấy chị, em lên cho mấy chị cái cây này nè. Cây này là cây hoáng long. Hoáng long. Cái mặt hoa cây hoáng long là mấy chị giờ không biết là nó là hoáng long đỏ hay hoáng long lai. Nó là hoáng long hả? Nè, hồi tối chị mấy nè. Hoáng long. Ba cây là lẻ là hầu như là không ghi luôn. Rồi ok. Nè mấy chị, hoáng long nha. Hoáng long cây này là cây mặt hoa của em, không có bán cho mặt hoa nha, em bán cái cây này nè mấy chị. Bán lá mấy chị ơi. Bán lá. Cái cây này cây mặt hoa của em. Em bán là em bán hàng lá cây như thế này nè. Em bán hàng lá nha. Đây. Rồi đẹp mấy chị ơi. Mầm gốc quá trời luôn nè mấy chị ơi. Mầm gốc quá trời luôn nha. Cây bồ rễ quá trời luôn nè. Cây này em để cho mấy chị lẻ là 70.000, ba cây 201 luôn, không có đi combo nha mấy chị. Không có đi combo nha. Cho chị Nana một cây huyết long này. Chị, nó là quán long. Em bán hàng lá không bán hàng bông nha. Bán hàng lá, nói chung mà nó là dòng rất ngọn hết rồi. Nói chung là nó là cây tơ nè mấy chị, nó rất là đẹp nha. Cây này em để cho mấy chị là 70.000 một cây. Còn cái mặt bông em không có bán mấy chị, mặt bông em đã dành mấy chị ơi. Chị nào mà hết cái lô xong rồi em mới bán cái mặt bông. Có anh chị làm chốt thì chốt với em nha. Nè có được cây này em chốt chị Nana cây này nha. Có được cây này có bông nè. Chị Nana comment trước nè. Chị có được cây này có cái bông nè, chị lấy không? Em chốt chị cây này nha. Hoa nó thơm đó chị Liên Nguyễn, hoa thơm á, em chốt chị Nana cây này nha. Cây này có bông nè, được cái có bông nè. Chốt chị Nana nè, 70.000 cây. Còn cây này là cây mặt bông của em, không có bán được mấy chị ơi. Cây này mặt bông để dành mấy chị ơi. Bà con cô dì chú bác vô xem like chia sẻ với em nha. Ok, chị không lấy thì em để. Chị tùy ông trai có lấy thì em chốt cho mình cái đó nha. Nè, cây này là cây hoáng long. Em để cho mấy chị là hàng lá. Em bán hàng lá, một cây mặt bông này em để dành mấy chị. Em để dành cho chị Nguyễn Xuân Hạnh một cây hoáng long nè. Chị Nguyễn Xuân Hạnh, cây này nha, em bán hàng lá, cây này cây mặt bông để dành mấy chị ơi. Lên liền giùm em cái số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Không có ngồng mấy chị ơi, thôi từ từ đi. Không có ngồng mấy chị ơi, em bán hàng lá mấy chị ơi. Có anh chị nào chốt thì chốt lá thì em chốt, tại vì em bán hàng lá 70.000 cây, cây có mầm gốc sẵn cho mấy chị. Comment em chốt cho mình nha. Chị Nana không lấy thì em để cái này ra. Có anh chị nào chốt thì chốt giúp em. Lẽ là 70.000 một cây hoáng long mấy chị. Mặt hoa cây hoáng long nè, hoa nó thơm lắm. Hoa nó thơm cho mình nha. Cây này là cây mặt hoa của em. Cánh sắn mấy chị, nó sắn như cái lò xo vậy đó mấy chị ơi. Nè, nó sắn như cái lò xo mình vậy đấy. Em để cho mình lẻ là 70.000. 70.000 cây nha. Anh chị nào có chốt thì chốt với em, không có đi combo 3 cây và 201 cho mấy chị luôn. Cây này là cây hàng bông. Để cho mấy chị. Đây, em lên cây cho mấy chị coi nè. Cây nó rất là đẹp. Mướt mát lắm mấy chị ơi. Cây rất là lùm luôn. Lùm nha, 70.000 cây, 3 cây 200, 3 cây 201. 3 cây là 201 luôn. Thì cho địa chỉ cụ thể đi rồi làm xong giao qua. Nè mấy chị, cây rất là khỏe nha. Ba cây này là 201 nè. Anh chị nào có chốt hoáng long thì chốt với em bán hàng lá nha, em không bán hàng bông. Tại bây giờ có được cây à, em có được cây này nè, được cây này nở hoa, hơi nở hoa xíu nè. 70.000 anh chị nào có chốt được cây này, có được một cây à mấy chị ơi, một cây có hoa nha. Còn ba cây này á 201 hàng lá nha, hàng lá cho mấy chị. Có cái cây mặt bông, nó là cái mặt hoa này nè mấy chị, hoa thơm cho mấy chị, hoa thơm nha. Để cho mình lẻ là 70.000 cây, 3 cây 201 luôn. Anh chị nào có chốt thì chốt với em bán hàng lá. Ok. Đây. Ủa đẹp mấy chị ơi. Ba cây này là xuất sắc nha. Có anh chị nào chốt hoáng long thì chốt với em hoáng long đỏ. 350 hả? Ok, chị Liên Nguyễn ba cây này chốt thì chị Liên Nguyễn, cảm ơn nha. Cho chị
Chị Thanh Thảo không có gặp đơn hôm qua được chiêu ơi. Em có thể cho mấy chị gặp đơn trong một ngày, nhưng mà gặp đơn hôm qua không có gặp được. Này mấy chị, cái chậu này chị Hồng Nguyễn lên giùm em thông tin số điện thoại. Lên liền giùm em thông tin số điện thoại. Nè mấy chị, Dendro lưỡi bò tím 350. Chậu này là 350 nè, chị Trinh Thiên Huỳnh. Đẹp lắm, được hai cái vườn hoa và được cái mầm cóc của chị. Phường Hồng Thế Sơ Dừa, cái chậu của nó nè mấy chị. Bộ rễ rất là đẹp. Chắc mấy chị ơi, cái chậu này đẹp nha. 3 cây 201. Đây cái đó số mới mà. Ừ, 32. Nè. Dạ, lan vàng phía sau em hả? Lan vàng phía sau em, nó là hồ điệp á. Nó là hồ điệp là 180.000 đến 200.000 một cây. 190 đến 200.000 một cây. Chưa giao mà chị mới hỏi địa chỉ em hả? Nhớ nhắc thì nó cấm là 100 tí được nha. Cấm sẵn một cái bạch nó đi. Chị Hảo, biết sao không có gặp đơn qua được. Nếu mà gặp đơn của chị nó sẽ nằm ở đây một ngày nữa. Nè, anh chị là chốt với em nha. Cho chị Hồng Nguyễn một cây nè. Chốt chị Hồng Nguyễn một cây nha, em bé hàng lá nha. Bé hàng lá hay bé hàng bông nha. Và gì? Cho chị Hồng một cây, em cảm ơn chị Hồng ạ. Nè, cho chị Hồng một cây nè. Cố gắng chốt đủ đơn giúp em nha. Em có thể cho mấy anh chị gặp đơn trong một ngày, nên là mấy anh chị cố gắng chốt đủ đơn giúp em. Ok, chị Dân Ly cây bò nè. Cây bò nè. Bò tím, đeo đôi nắng lửa bò tím lửa đậm đẹp, đẹp đẹp đó chị ơi. 29 tháng 29 giờ 350 nha. Em kiếm mấy cái chậu bồi cho mấy chị. Chị hỏi em cây hồ điệp vàng phía sau em á, nó là hồ điệp vàng vàng đồng có vàng A Sơ Hy cái có. Vàng này là chị vàng A Sơ Hy nè. Vàng này là vàng A Sơ Hy nha. 190. Chị ơi, chị Thiên Huỳnh không có dồn đơn phía tối được. Không có dồn được. Cái bò em chốt chị Vân Ly rồi, chị Đinh Thiên Huỳnh. Em cho em lựa chị cái bò tím khác nè. Lộc Lê, bò tím mình còn không? Chờ thiết kế giống nãy. Còn này chị Trinh, để em lựa chị cái khác nha. Nè mấy chị, cây vàng A Sơ Hy này là 190.000 cây vàng A Sơ Hy. Anh chị nào có chốt hồ điệp vàng A Sơ Hy chốt với em. Đều là hai vòi nụ to cho mấy chị hết. Đây. Nè. Nói chung là đẹp lắm mấy chị ơi. 190.000 một cây hồ điệp vàng A Sơ Hy nha. Hoàng hoa của nó là cực kỳ đẹp. Cái màu này hot lắm mấy chị. Cái cánh, cái lưỡi của nó là xịt tia nhìn đẹp lắm. Em để cho mình 190 một cây nha. 190 một cây. Anh chị nào có chốt thì chốt với em. Vàng A Sơ Hy. Nè mấy chị, cái cây hoáng không đỏ. Hết rồi hả? Hết lưỡi bò tím luôn rồi mấy chị ơi. Nè, em có được cây hoáng long đỏ này nè. Cây hoáng long này nè. 70.000 một cây. 70.000 cây, 3 cây 201, không có đi combo với em nha. Em bé hàng lá. Bé hàng lá. Mấy chị chăm mà khi nó ra hoa được rồi nó ra được như thế này cho mấy chị nè. Cái dòng này hoa thơm. Hoa nó thơm nha. Cái màu đỏ bầm cho mấy chị nè. Cái đó đúng 1 cây là 80 hả? 1 cây là 80 đúng không? 70. 3 cây 201, 3 cây 201, 1 cây là 70 hả? 73, 21 triệu. 7 là 1 cây là không có mất. Nãy em bé giờ là bán 70 hả? Ừ. Nè mấy chị, các anh chị nào chốt thì chốt em nha. Hoáng long đỏ mấy chị. Chị Liên mấy ngày nào không có. Nè em bỏ cây này vô cho chị nha. Biết sao không, cây này cây mọc hoa. Để dành. Nè đổi cho chị cây này nha. Cắt đi. Ok chị đổi thanh hai cây nè. Mấy chị em bé hàng lá nha. Không cảm. Đổi đi. 32 đổi bỏ ra một cây. Cho chị Đỗ Thanh hai cây hoáng long nè. Em cảm ơn chị Đỗ Thanh nha. Cây lùm đẹp. Hai cây em cảm ơn chị Đỗ Thanh. Cảm ơn ạ. Thằng lá mấy chị ơi. Thằng lá nha. Cây khi mà chăm ra hoa nó sẽ ra được cái mọc hoa như thế này. Ra màu đỏ bầm cho mấy chị cánh xoắn nè. Cái lưỡi rất là đẹp nha. Hoáng long. Hoa thơm mấy chị. Hoa thơm. 70.000. Để mấy chị 70.000 luôn. Chị có được một số cây nó có mầm gốc nữa nè. Nè. Được cái mầm gốc. Cây rất là khỏe nha, không sao. Cây rất là đẹp. 70.000 cây, 3 cây 201 luôn. 3 cây 201 mấy chị ơi. Nè, 3 cây em bé hàng lá cho mấy chị nha.
bán hàng lá, không có bán bông nha. Bán hàng lá anh chị nào có chốt quán long thì chốt với em. Quán long đỏ, nó rất là đẹp, mà hoa nó rất là đẹp. Ba cây này là 21 nha, có anh chị nào chốt quán long thì chốt với em. Ok chị Hồng, nãy em chốt chị một cái quán long rồi đó chiều. Này mặt hoa cho quán long nè, cho anh chị nào vô sao chưa thấy mặt hoa có quán long á. Ok chị Đỗ Thành. Nói chung á, cây này lá đấy, cây này có bằng gốc nên mà đổi đi chị, combo nãy nó mới đều, cây cao cây thấp rồi. Hello chạy cho lục bình. Ở trong đó có trường lấy của mình, muốn người ta trong đó có trường lấy. Đây nè mấy chị, anh chị nào chốt Hán Long thì chốt với em nha. Hán Long 3 cây 201, còn 2 cây Hán Long đẹp lắm nè, nó lùm thì nó lùm, còn cây cao thì nó không có được lùm. Có anh chị nào lấy combo cao thì lấy giúp em nha. Combo này combo cao, 3 cây là 201, lẻ là 70.000 cây lùm nè. Dạ chị Trinh Hiếu Huỳnh, chị không có cây bầu tím rồi. Cái đó cái gì được đâu, bò tím bây giờ em hết rồi chị Trinh Hình, để em kiếm cây khác cho chị. Còn được con chậu đó nè, có anh chị nào comment chốt thì chốt với em nha. Hoáng long đỏ đó chị, hoáng long mập hoa đẹp lắm à, bán hết mấy chị. Trời ơi, có anh chị nào chốt hoáng long nữa thì chốt với em nha. Hoáng long cái đẹp không nè mấy chị, cây rất là lùm luôn ấy, cây rất là lùm à. Vậy lấy cho mình cây cao có bằng gốc không? Ok chị, giờ chị lấy cây cao có bằng gốc đúng không? Ok chị yêu nha, đổi chị yêu cây này có bằng gốc nè. Nè đổi cho chị cây có bằng gốc nha, cảm ơn chị Đỗ Thanh. Đổi chị con 70.000 cây mấy chị ơi, 70.000 mà quá là lùm luôn, cây quá là lùm cho mình nha, 70.000 mà quá là lùm luôn. Anh chị nào có chốt hoáng long thì chốt với em nha. Nè hoáng long rất là lùm đẹp nè, đẹp không? 3 cây hàng lá nha, 3 cây để em để cho mình là 201, 3 cây là 201, đi combo đi. Chị Huỳnh Duyên, em không có 3 cây có hoa, em có 3 cây hàng lá, em bán hàng lá nha. Chị Huỳnh Duyên, sao chị nằm ở trong danh sách bơm hàng vậy? Chị nằm trong danh sách bơm hàng là em có chốt đơn của mình đó chị. Nếu mà chốt đơn thì chị chuyển khoản cọc 100% em gửi hàng cho mình nha. Đây mấy chị, có anh chị nào á chốt thì chốt với em nha. 3 cây hoáng long mình là 200, 201 nè, 3 cây 201 nha. Có anh chị nào chốt thì chốt với em được cái cây bò tím này nè mấy chị. Chị Trinh Thiên Huỳnh ơi, thứ lỗi với em đi, em có được cái cây bò tím này nè chị yêu. Cây này cũng được 2 vòi nụ to nè chị yêu, nó không có hoa nhưng mà được cái vòi nụ to nè. Cây này là 180.000, lấy cát hả chị Liên? Cát hả? Lấy chậu lên chị. Như em hết cát mình còn, mình lên cát qua mình hết không? Cát em hết rồi, lên cát em hết rồi nè chị Trinh Hiếu Huỳnh, em có được cái chậu bò tím này nè. Cái chậu này là chậu phim 16 thùng thể sơ dừa cho mình, bộ rễ rất là khỏe. Cái chậu này em để cho mình là 108 nè, nó là được 2 vòi hoa, được vòi nụ to nè chị yêu. Cái chậu này được 2 vòi hoa nè, chậu này là 108 nha. Có anh chị nào á chốt thì chốt với em nha, 180 nè, 180.000 á. Chị Trinh Hiếu Huỳnh có lấy cái chậu bò tím này chốt với em nha, đen đu nắng lửa bò tím 2 vòi luôn đây, đẹp. 180 một chậu nha, có anh chị nào mà chốt chậu bò tím này chốt với em, 180 em có được một chậu à. Còn anh chị nào mà chốt khoáng long thì chốt với em nha. Anh chị nào có chốt khoáng long thì chốt với em. Mặt hoa kêu khoáng long nè mấy chị. Để mấy chị lẻ 70.000 luôn nha. 70.000 combo 3 chậu là 201. Tự để mẹ lấy hoa cái. Nè. Ok chị Trinh Huy Huỳnh, cái chậu bò tím này nha em. Cảm ơn chị. Đây, chậu rất là đẹp, lùm cao rồi 2 vòi. Em cảm ơn chị Trinh Huy Huỳnh, 180 chốt chị Trinh Huy Huỳnh 47. 47 rồi. 108. Có anh chị nào chốt khoáng long nữa thì chốt với em nha. Khoáng long đỏ mấy chị. Khoáng long này khoáng long đỏ em bán hàng lá, cây này cây mặt bông của em. 3 cây này em để cho mình là 200.000, 201. Có anh chị nào chốt khoáng long thì chốt với em nha. Nè.
ba kêu tháng 5 mình là 201 nè, ba kêu 201 nha. Anh chị nào có chốt thì chốt với em. Giống như chị nè, chị cơ muốn đổi chứ nào đâu. Ba cây này là 201 nè, lá rất là lùm, cây rất là khỏe nha khách ơi, rất là đẹp khách ơi. Nè, có một số cây nó có cái mầm tơi nó mấy chị ơi, nó bắn có mầm tơi bên đây nè, nhỏ xíu xíu nè, cưng lắm. Chậu này là 3 chậu là 201 nha, anh chị nào có chốt thì chốt với em. 3 chậu 201, hello chị anh Vũ Đình, share stream cho em nha. Mấy chị nhớ xem like chia sẻ với em nha. Để em kiếm cái gì em lên cho mấy chị. Xem mấy cái chớp Anubi. Mấy chị có được mấy cái chớp Anubi nè. À, em có được mấy cái chớp Anubi nè. Nè em có được mấy cái chớp Anubi nè. Mà pha cái chớp Anubi là xuất sắc luôn. Thùng bằng than nha. Thùng bằng than nha. Đây. Cái lô chớp Anubi này về rất là đẹp nha. Thùng bằng than cho mấy chị. Thùng thiết kế. Rồi bỏ này vô đi. À, ok chị Liên Nguyễn nha. Ok chị. Thì chị Liên Nguyễn một combo nè. Thì chị Liên Nguyễn một combo nữa nè. Ba cây 201 lá. Cây nói chung là rất là đẹp. Đây. Cho chị coi từng cây nha. Cây nó rất là khỏe. Ba cây 201. Cảm ơn chị. Ba cây cảm ơn chị. Biết sao không? Cây này nó không có lùm, nó không có mập hơn nữa. Nè có anh chị nào ấy chốt Anubi chốt giúp em. Chậu này em để cho mấy chị là 200. Chớp Anubi mấy chị ạ, à? Mặt hoa của cái chớp Anubi nè, sợi chớp rất là đẹp nha. 200.000 chậu này, 200.000 chậu. Mấy chung mấy lá vàng, ngắt bỏ là chuyện bình thường nha mấy chị. Không sao. Không có sao hết. Đây, cây rất là đẹp. Chớp Anubi cho mấy chị. Cái này về mấy chị lấy cái móc mấy chị treo lên thôi là. Hoặc là để mấy chị chăm dưỡng lại. Dạ ok chị Liên nha. Dạ chớp sao băng hả? Chớp sao băng mình còn được đây. Chớp sao băng á. Dạ còn nè anh. Nè anh Hải Minh Nguyễn, muốn xe chết sao băng phải không? Chết thì nó thân nó hơi bị còi cọc xíu mấy chị. Màu thôi, màu đẹp hơn, màu dễ lắm hơn. Nè, nó là trồng bằng kỳ. Nó là trồng bằng kỳ mấy anh chị, rất là đẹp. Nè cái mặt hoa của nó nè, chết sao băng cho mình nha, chậu này em để mình 250. Chết sao băng mấy chị đừng chê thân còi cọc nha. Đây còn hai cái chớp sao băng là rất là đẹp luôn ấy. 250 chậu chớp sao băng này anh chị nào có chốt thì chốt giúp em. Ít thân. Chớp mà đâu có nhiều thân. Nè có anh chị nào chốt chớp sao băng thì chốt với em nha. Nó được trồng bằng kỳ mấy anh chị, nó được có mầm tơ nữa nè. Nó có cái mầm tơ nữa nè. Có anh chị nào á chốt chớp sao băng thì chốt với em. Nè Hải Minh Nguyễn. Cái được cây này nè. Mặt hai của cái chớp sao băng là thì chớp quá là đẹp. Em để mình chậu này là 250. Các anh chị nào chốt chớp sao băng thì chốt giúp em nha. Cây này cái chớp Anubi. Cái cánh hoa sẹt chớp cũng rất là đẹp cho mấy anh chị. Em để cho mình chậu này là 200. Các anh chị nào chốt chớp Anubi thì chốt giúp em. Anubi là 200.000 chậu, chậu này 200 nè. Đây, rất là đẹp mấy chị ơi. Đẹp. Đúng rồi, nó còi. Biết sao không? Anh đừng có chơi nó. Thấy vậy chứ ghê lắm ấy, có vỏ lắm đấy. Nó còi là tại vì chớp thì không có thân nào mà nó mập hết anh. Cái chớp thì không có cây nào mà nó không to hoặc là nó nhiều thân hết. Nó chớp là nó ốm, cây nó le que vậy đó. Nhưng mà đừng có chơi nó nha, nó lợi hại lắm đó. Này cây này em để cho mình là 250, anh chị nào có chốt thì chốt giúp em nha. 250 cái chốt sao băng này đẹp lắm. Anh chị nào có chốt sao băng thì chốt giúp em. 250. Còn cây Anubi này là cũng 200.000. Anubi này là 200 nha. Có anh chị nào chốt Anubi thì chốt. Em có được mấy chị em có được vài cái cây hồ điệp kim điệp nè. Lên cho mấy chị cây hồ điệp kim điệp nha.
Có anh chị nào hít lên hồi đẹp muốn lên gì nói em lên cho mình nha, cám lên cho mình nha. Tối về hàng á, chị có dạo hàng cho mấy chị đấy, đẹp lắm, hàng đẹp lắm mấy chị. Hôm chiều nay mấy chị ở đó xin lấy chiều để có cây mấy cây bensuda nữa, bensuda đẹp lắm, bensuda hàng thường không biết hàng thường thì gì ta. Đẹp lắm mấy chị ơi, ở lại xem like chia sẻ với em nha. Cho em xin được chia sẻ công khai của mình. Em lên cho mấy chị cái cây hồi đẹp này nè, hồi đẹp kim đẹp mấy chị. Duyên Tiên em bán cái cây đó em bán nhiêu? 190 à? Ừ, 190 vòi. Vòi chị thêm 30.000 là 22. Nè mấy chị, kim đẹp nha. Anh chị nào mà có chốt kim đẹp chốt với em nha. Kim đẹp mấy chị ơi. Em đẹp cái gì vậy? Đi ra. Đi vô đó. Cảm ơn chị An nhiều ạ. À. Nào mấy chị. À, cái cây này nè. Cây này em để cho mấy chị là 190.000. Kim đẹp nha. Đây. Kim đẹp mấy chị, tông là màu đỏ cam, rất là đẹp. Chốt cho tùy ông trai một cây nè, 190 một cây nha. Em cảm ơn chị. Hồi đẹp kim đẹp, mặt hoa là cực kỳ đẹp. 19. Mặt hoa là cực kỳ đẹp cho mình nha. Em để cho mình là 190.000. À, mấy chị nhớ vô xem đây chia sẻ với em nha. Đây. Người nữ chị hả? Ok chị, nè. Chị thích cái nụ đỏ là cái này, cái nụ của chị nè. Cái này nụ nhiều hơn nè. Đổi chị tiền em trao một cây em cảm ơn. Cây đẹp lắm. 190 một cây mấy chị ơi. 190.000 một cây kim đẹp. Hồi đẹp kim đẹp cho mấy chị. Mà hoa là cực kỳ xịn. Hoa rất là đẹp mấy chị. Hoa hôm nay rất là đẹp. Nhìn nè. Màu đó hot lắm mấy chị. Cái mặt hoa này là lúc nào cũng hot. Dạ không chị Mỹ Trương. À, bây giờ hồi đẹp sale gốc em hết rồi. Em còn hồi đẹp này thôi à. Em còn hồi đẹp đẹp thôi. Cây đẹp như thế này, cây này là 190 nè. Có anh chị nào chốt hồi đẹp kim đẹp thì chốt với em nha. Hồi đẹp kim đẹp, hoa cánh cứng rất là bành bông. Mấy anh chị nên chốt đi. Nè cây của chị nè. Nè cây của chị nè. Nụ nhiều, chị hít nụ nhiều, em đồ nụ nhiều cho mình nha. Cây của chị 190 một cây nha. 190 một cây hồi đẹp kim đẹp. Anh chị nào có chốt hồi đẹp kim đẹp thì chốt với em. Kim đẹp này là hai vòi nụ to cho mấy chị nha. Nè hai vòi và nụ to rất là đẹp. Cái dòng này về mấy chị chăm, cái màu này là lúc nào cũng hết mấy chị ạ. À. Từ đợt lô Tết đến nay về lô nào là hết đâu đấy nha, không có dư nữa. Ok chị Vân Ly hai cây nè. Chị Vân Ly nha. Trời ơi đẹp lắm mấy chị. Cái lô kim đẹp này về lá rất là đẹp nha. Ok cho chị chị thấy cao một cây hồi đẹp kim đẹp nụ to nụ nhiều tím à. Ok chiều nè, cây này là nhiều nụ nè, thấy không, nhiều nụ nha. Cây này cho chị thấy cao một cây nhiều nụ, cảm ơn mấy chị. Cây rất là đẹp mấy chị, nên chốt đi cái lô kim đẹp này về á. Cái cây hoa nó đẹp lắm, xuất sắc mấy chị ạ. À. Nè thấy không, rất là đẹp nha. Cho chị Thanh Thảo một cây hồi đẹp kim đẹp nè, cảm ơn chị Thanh Thảo nha. Cho chị Thanh Thảo một cây hồi đẹp kim đẹp nè. Số này là số 26. Dạ 190 một cây hồi đẹp kim đẹp mấy chị ạ. 190 một cây. À cái gì đọc lấy? 35 mới. Đây là 35 mới. Nè. Thôi xuất sắc mấy chị ơi. Nụ to hả? Yên tâm. Đây cây của chị nè. Nụ nhiều, nụ to luôn. Cái lô này về cho mấy chị là đáng đồng tiền, mấy chị nên mua đi là xứng đáng đồng tiền bát gạo của mấy chị luôn. Không sao. Mộc sĩ chính nha. Dạ không, bên em không miễn ship à. Bên em là không miễn ship, cũng không bao ship cho mấy chị. Tại vì em bên em bán giá cho mấy chị là quá là sát gốc cho mấy chị rồi, nên là không có bao ship nha. Nè mấy chị, anh chị nào có chốt thì chốt với em. Chị Trang Nguyễn có lấy kim đẹp thì chốt với em nha. Em còn điều ít, không có nhiều nha. Gần hết rồi đó mấy chị.
190 một cây. Có anh chị nào chốt rồi đẹp kim đẹp thì chốt em. Cái mặt hoa đó là mấy anh chị tông là màu đỏ cam cho mấy anh chị rất là đẹp nha. 190 một cây, anh chị nào có chốt thì chốt. Em còn được ít. Ngọc xì chín. Rồi bộ lá rất là đẹp mấy chị ạ. Bộ lá rất là đẹp. Bộ lá là nó là cực kỳ mốt cho mấy chị. Cái lô kim đẹp này về rất là ưng ý. Mấy chị nên mua đi, về là xứng đáng. 190 một cây hồi đẹp kim đẹp. Đủ to cho mấy chị. Rất là đẹp. Có anh chị nào chốt kim đẹp thì chốt với em nha. Dạ em bây giờ là hiện tại bây giờ là ngày nào em cũng sẽ live sáng cho mấy chị là tầm từ 10 giờ cho tới 1 giờ nên là mấy anh chị nhớ đó xem live với em nha. Đêm hôm qua có chị đi chưa hả? Dạ. Đi ké. Đơn của chị hôm qua chị nhắn tin một mét giúp em nha, bên em kiểm tra đơn hàng chị nha. Nắng tao bớt, nắng rồi bớt để tao. Rồi đối nào mấy chị. Kim đẹp 190 nha. Anh chị nào chốt thì chốt với em. Nhớ đó xem live với em nha. Ngày nào em cũng live 10 giờ sáng cho tới 1 giờ. Mấy chị nhớ đó xem live nha. Ủng hộ em nha, đừng bỏ em nha. Nè mấy chị. Anh chị nào có chốt thì chốt với em nha. Kim đẹp 190 một cây nè. 1.9 nha. Mặt hoa của nó là tông màu đỏ cam, rất là đẹp. Màu là màu cam. Cánh hoa cứng rất là bền nên là mấy chị mua về mấy chị chăm. Không sao. Đẹp lắm mấy chị à. Đẹp. Là vô tình người ra đẹp không? Chị thấy cao kiểm tra đơn hàng chị nhắn tin mấy em nha. Em còn được ít nè. Có anh chị nào á chốt kim đẹp nữa thì chốt với em. Kim đẹp này là 190.000. Nụ to như thế này hai vòi cho mình nha. Nụ to và hai vòi. Anh chị nào chốt kim đẹp thì chốt em còn được vài cây. Nè, cây lá đẹp lắm mấy chị à. Lá đẹp. Được. Bộ lá đẹp khỏe, cốc là cốc 3.5 cho mình nha. Thùng mình dấn sợi mấy chị. Cây rất là cứng. Em cũng không có cút cái này ra được. Anh chị nào có chốt kim đẹp chốt em nè. Biết sao nay gọi bắt máy không? Bà kế bên luôn. Nè có anh chị nào chốt thì chốt với em nha. Kiếm nha, ở lộn kiếm rồi lấy kiếm cho mình vài cây hồi đẹp khác rồi lấy. Có anh chị nào chốt kim đẹp thì chốt em để em kiếm cái cây hồi đẹp lên cho mấy chị nè. Hiền Hơn mình còn một lấy. Hiền Hơn mua hỏi mình còn một lấy. Quan 13 giờ. Tiếng nữa gì. Nè có anh chị nào chốt kim đẹp thì chốt với em nha. Để em lấy cái màu vàng này cho mấy chị nè. Chị để em lựa mấy cây vàng đồng cho mấy chị nha. Nhớ nha mấy chị nhớ lại xem live với em nha. Mới em live là 1 giờ, 10 giờ sáng cho tới 1 giờ á. Nè mấy chị em có được mấy cái cây vàng đồng này nè mấy chị. Vàng đồng mà một vòi nha, nó hơi chó một xíu. Mấy chị nhìn xem vàng đồng nha. 180.000 một cốc. Một cốc như thế này là 180 nha. Anh chị nào có chốt vàng đồng thì chốt với em. Em có được 3 cây. 3 cây một vòi nè. Đủ to cho mấy chị nha. Vòi dài như thế này à. Giờ qua live có quán Long xưa còn không hả? Em còn quán Long. Em còn được cái quán Long này nè anh Võ Văn Lộc. Quán Long em không biết nó là quán Long Lai hay quán Long Đỏ đem lên mặt qua. Nó là quán Long Đỏ. Quán Long xưa hả? Em còn quán Long Đỏ nè anh. 3 cây 201 nha. Nè có anh chị nào á chốt cây này thì chốt với em nha. Cây này là cây hồ điệp vàng đồng mấy chị. Hồ điệp vàng đồng để cho mấy chị lẻ là 180.000 một cây. Mấy chị chốt đi, em còn được 3 cây. Em còn được 3 cây, 1 cây, 2 cây được. 1 vòi và 1 cây 2 vòi. 2 vòi em để cho mình là 190. Mấy chị khách mới chốt đơn thì lên giùm em số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Nè, có anh chị nào mà chốt vàng đồng thì chốt với em. Vàng đồng này em để cho mình là 180.000. 180 một cây 1 vòi nè mấy chị. 1 vòi, phân nhánh nhiều, nụ to, vòi dài hoa như thế này cho mấy chị. Cây này là được, bộ lá rất là khỏe, bộ rễ cũng rất là đẹp cho mấy chị. Thùng bằng dấn sợi, cây rất là khỏe và đẹp. Mấy chị nhớ, nhớ hộ em nha. Nè,
chốt vàng, vàng đồng thì chốt với em. Vàng đồng cây này 180 ngàn nha mấy chị. 180. Anh chị nào chốt vàng đồng thì chốt với em còn được ít, em còn được 2 cây thôi, em còn được 2 cây vàng đồng 180 thôi. Còn một cây hai vòi nè mấy chị. Em có được một cây hai vòi nè. Đây để em để cho mình là 190 nha. Cây này được hai vòi. À, cá chậu 400 không em hả? Nó lên cá 400. À cá đó. Nhưng mà đúng không? Bà đó phải cá đúng không? Dạ em không có chị Hân. Nè, ai biết tưởng nó là cá rác. Tưởng nó là cái cá. Nè mấy chị, cây này là cây vàng đồng được hai vòi nha, được hai cái vòi, một cái vòi này, một cái vòi. Cái vòi này nó được hai vòi cho mình nha. Cây này là 190 nè. Anh chị nào chốt thì chốt với em nha. 190. Cây rất là đẹp. Nè mấy chị, vòi hai rất là đẹp nha. Vòi hai rất là đẹp. Có anh chị nào chốt qua vàng đồng mà hai vòi này thì chốt với em còn được ba cây thôi. Một cây hai vòi và một cây một vòi, hai cây một vòi. Anh chị nào chốt cá thì chốt với em. Em có mảng thiên hồng nữa mấy chị. Em có mấy cây mảng thiên hồng nữa nè. Ba cây đều. Cô Nga Ngô hả? Cô cây này hai vòi 190 đi cô. Hai vòi 190 giúp con nha. Cô lấy ba cây luôn hả? Cây này là 190 hai vòi giúp con đi, cây này nó hai vòi lận. Cô lấy không để cô ba cây luôn. Hai cây một vòi và một cây hai vòi. Đây mấy chị, đẹp lắm, cây đẹp lắm cô. Cây hoa này vòi dài. Cô cũng biết cô thích vòi dài to. Nè cô, được ba cây nè. Được ba cây nè. Cô Nga Ngô, cây con để cô nha. Biết sao cây này hai vòi nên là để giá 190 giúp con. Nè anh chị nào chốt thì chốt với em nha. 190 một cây nè. Còn hai cây này là 180 một vòi, phân nhánh rất nhiều, nụ to cho mấy chị luôn. Cô Nga Ngô chốt thì con để cho cô nha. Anh chị nào chốt thì chốt với em. Ba cây hồi điệp vàng đồng. Mình lên đầu ta, ta nói đi kiếm cây cho mình ta. Em có mảng thiên hồng nữa. Có cô 10 cây thôi hả? Rồi ok, em để cô 3 cây 180 luôn nha. Khuyến mãi cho cô cái ngọc này. Để cho cô 3 cây. Để cho cô Nga Ngô 3 cây vàng nè. 180 một cây. 37 mới. Có anh chị nào chốt thì chốt với em. Mấy anh chị muốn lên thì comment em lên cho mình nha. À, em có được mấy cái cây này nè mấy chị. Em có được mấy cái cây hồi điệp trắng này nè. Lập lên nó kìa. À lắm nhảy lên 17 luôn. Bấm bấm lộ. À 7. Các cô cũng bấm nha. Anh ghi đi, anh trước ghi 37 đi. Ok, cảm ơn cô Nga Ngô. Nè mấy chị, em có được mấy cái cây hồi điệp trắng này nè. Hồi điệp trắng này nè, không phải gì đâu mấy chị. Cái lá nó to lắm mấy chị. Nó khỏe lắm. Cái lá nhìn nó xanh mút được rồi mấy chị. Rất là to. Dạ không, mảnh thiên hồng không có hoa trắng. Mảnh thiên hồng nó là cái màu tím tím, không phải màu trắng. Còn này là hồ điệp trắng. Cái lá của nó rất là khỏe mấy chị. Tại vì nó to, nó dài nên là nó bị sụ xuống thôi, chứ không có bị gì hết nha. Nó không, hoàn toàn là không bị gì hết. Cây này là một ba cây luôn. Một 180 một cây mấy chị ạ. 180 ngàn nha. 180 một cây hồ điệp trắng nè. Anh chị nào có chốt hồ điệp trắng thì chốt với em. Hồ điệp trắng nói chung là lá nó không bị gì hết. Nó bình thường à mấy chị. Đẹp lắm mấy chị ơi, đẹp lắm. Cây này là 180 nha, bộ lá rất là khỏe. Tại vì nó thì nó lá nó to, nó dài nên là nó bị sụ xuống thôi. Còn không, hoàn toàn là không bị gì hết. Cây này em để cho mấy anh chị là 180 ngàn một cây nha. Hồi điệp trắng rất là đẹp, 180 một cây. Anh chị nào chốt hồi điệp trắng thì chốt với em. Em có được cái lô mẻ hiên hồng nè mấy chị. Em có lập ra mấy cái mẻ nó là mẻ đẹp hả? Mẻ đẹp. Mắt là bị mở, không thấy gì trơn. Nè anh chị nào có chốt hồi điệp trắng thì chốt với em nha. Có gì lắm đó. Đâu nữa là họ bự.
chị có anh chị nào chốt da da không lưỡi nữa không? Em lên lại cái mẫu da da không lưỡi cho mấy chị nè. Da da không lưỡi nè mấy chị. Em lên lại cho mấy chị cái mẫu da da không lưỡi này nè, rất là đẹp. Đẹp lắm mấy chị. Nó khác với da da của mình là nó cái da da này nó không có cái lưỡi. Cái mặt hoa nó cũng rất là đẹp. Chủ đạo của cái mặt hoa da da là màu trắng tím. Cái dòng này rất là dễ chơi, dễ chăm và dễ trồng cho mấy chị, nó rất là xuyên hoa. Các cái vòi hoa này là phúng cái rồi hoa đã khác cho mấy chị nha. Lô này về hôm nay được là nụ to như thế này cho mấy chị, vòi dài như thế này cho mấy chị luôn. Rất là đẹp. Có một số cây nó có cái mầm gốc luôn. Em để cho mấy chị lẻ là 70.000 một cây. Đi combo 4 cây 240 nha. 4 cây 240 để em lên cây cho mấy chị coi nè. Mini da da đều là vòi hoa dài và nụ to cho mấy chị hết. Lô này về là nụ to và hoa nụ to. Nụ nở cho mấy chị nha. Nè mấy chị, em lên lại cho mấy chị coi nè. Cây rất là lùm. Cây lùm xà lùm luôn. Ok, chị Tiền Nhông Trai một cây nè. Mà cho chị Tiền Nhông Trai một cây nha. Cảm ơn chị Tiền Nhông Trai. Lẻ là 70.000 một chậu nha. Lẻ là 70.000 mấy chị. Cây rất là đẹp. Cây rất là đẹp nha. Mấy chị vô xem like chia sẻ giúp em nha. Nè. Nè, cây lùm xà lùm mấy chị ơi. Cây lùm xà lùm nha, 4 chậu là 240. Mấy chị nên đi combo 4 chậu đi. Combo 4 chậu thì nó sẽ hồi hơn cho mình. Đây, da da không lưỡi nha. Mini da da không lưỡi cho mấy chị. 4 chậu là 240. Lẻ là 70.000 giúp em. Thuần là thuần bằng than cho mấy chị hết. Thuần bằng than hết nha. Đều là hàng vòi nụ. 4 cây này là 240 nè. Anh chị nào có chốt thì chốt giúp em. 4 cây mini da da. Cây có ngọc hả? Ok chị. Vậy nếu mà chị đổi lại cây này cho chị nha. Bốn cây 240 lẻ 70.000 giúp em. Mini da không lưỡi, mặt hoa là cực kỳ xuất sắc cho mấy chị luôn. Mấy chị nên mua đi. Ok chị, cho chị Trinh Thiên Huỳnh 4 chậu có nụ đúng không? Chị, cái lô này về á, nụ nở có đủ. Vừa nụ vừa nở cho mấy chị có đủ hết. Nè. Thấy không? 4 chậu cho chị Trinh Thiên Huỳnh nè. 4 chậu mấy người vậy? Từ từ anh Quang. 4 chậu chị Trinh Thiên Huỳnh nha. 4 chậu rất là đẹp chị yêu ơi. Lùm lùm. 4 chậu này em chốt chị Trinh Thiên Huỳnh, em cảm ơn ạ. Đẹp lắm. Nên chốt đi. Tối hồi được chị ta ướt quần nha con. Rồi mấy chị à, cái lô này về hôm nay á, xuất sắc lắm mấy chị. Cái vòi nó dài ha, mà nụ to cho mấy chị nè. Đẹp. Đẹp lắm. Cây nói chung là lùm. Đây mấy chị. Cây rất là lùm nha. Ok chị Hồng Nguyễn có 2 chậu có vòi nè. Nói chung chị, cái chậu này, cái lô này về chậu nào cũng có vòi hết á. Nè. Chậu nào cũng có vòi hết á. Nè, quá trời vòi luôn. Chốt cho chị Hồng Nguyễn 2 chậu nha. Lẻ 70 giúp em. Đi combo 4 chậu đi. 4 chậu là 240 mấy chị. 4 chậu là 240 nha. 4 chậu là 240. Nên đi combo 4 chậu đi. Mini da da không lưỡi rất là đẹp. Mặt hoa nó đẹp lắm. Ok chị Nguyễn Ngọc 4 chậu vòi dài nè. Chị yên tâm, cái lô này vòi đều, nó là đều vòi dài hết á chiêu. Nè, đẹp không? 4 chậu cho chị nha, từ từ để em cả bóc cho mình. 4 chậu mini da da cho chị Nguyễn Ngọc nè. Chị Nguyễn Ngọc 4 chậu nha. Ôi, đẹp. 4 chậu này cho chị Nguyễn Ngọc nè. Nó vòi dài chứ nó không có bị gì đâu chị. Tại nó vòi dài nên là nó hơi sụ cái vòi xuống một xíu thôi. 38. 4 chậu là 240. Nè. Cái vòi của nó vậy đó, không bị gì hết mấy chị. Vòi nó hơi dài, nụ nó vẫn có nụ cho mình nè. 4 chậu là 240 nha. Anh chị nào chốt đi da da nó thì chốt với em. Nè. Đó. Mấy anh chị bỏ cục bơ cục bắp nó cũng ra hoa nữa mấy chị. Cái dòng này dễ chơi lắm mấy chị ơi. Mấy anh chị dục nó nơi xóa nào cũng tự ra hoa nữa mấy chị. Nó rất là dễ chơi, nó xuyên ra hoa lắm mấy chị. Mấy chị cứ cắt vòi này là nó sẽ ra vòi khác cho mấy chị mà.
Đây, 4 chậu mini da này là 240 nè. Anh chị nào chốt mini da thì chốt với em. Cái vòi nó dài nhưng mà nó được cái hoa vậy đó mấy chị. Nó vẫn ra hoa cho mình nha. 4 chậu này là 240 nè. Lùm xù lùm cho mấy chị luôn. Một hai lá bàn chân không sao, mấy chị cứ ngắt bỏ giúp em nha. Chậu lùm lắm. 4 chậu lùm. Lấy một chị mặt hoa khác nhau được không em hả? Chị, cái này nó là mini da không lưỡi, nó chỉ có một cái mặt hoa này thôi. Còn khác nhau không có chị. Không có mặt hoa khác nhau nha. Nếu mà cái nếu mà chị có lựa mặt hoa khác nhau đó là mini mid nhiều màu. Còn cái này là nó là không lưỡi, không lưỡi thì nó chỉ có một màu như thế này thôi. Nó chỉ khác cái mini da của mình là nó không có cái lưỡi ở đây. Đây vẫn chủ đạo là màu trắng tím. Còn nếu mà chị thích nhiều màu, nó là mít nhiều màu hiện tại em chưa có về. Đây em chỉ có được bốn một cây, bốn cây này là một màu. Anh chị nào chốt thì chốt với em nha. Một bốn cây này là 240, bốn cây này là 240 nha. Chị Thanh đang có chốt bốn cây thì em chốt bốn cây này cho mình. Bốn cây này đều vòi dài và nụ rất là xuyên hoa mấy chị ơi. Cái dòng mini da này mấy chị mua về cho thử đi, xuyên hoa lắm. Bốn cây, bốn cây nha mấy chị. Tại em để gần màn hình live nên là nó hơi cao. Nếu mà ra sau ra nó nhỏ, nó là mini da, nó là cái dòng mini, nó rất là nhỏ nha. Nó chỉ cao tầm khoảng một cây, nó chỉ cao khoảng một cái cây bút của mình thôi nè mấy chị. Nó cao khoảng tầm cây bút, chưa tới cây bút mà mấy chị thấy không? Mấy chị nhớ để ý giúp em nha. Đây nó chỉ cao khoảng tầm bao nhiêu đây thôi. Nó là hàng mini, nó dòng nó rất là nhỏ. Nếu mà tại vì sau ra em để gần màn hình live nên là cây nó hơi to so với khi mà mấy chị nhận á, nó hơi to. Tại vì em để gần màn hình, còn hiện ra là nó chỉ cao bằng như đây thôi. Mấy chị để ý giúp em nha. Nó là dòng mini, nó nhỏ. Anh chị nào chốt mini da nữa thì chốt giúp em nha. 4 chậu này là 240 nè. Anh chị nào có chốt mini da thì chốt giúp em. 4 chậu 240 đẹp lắm, nó rất là xuyên hoa mấy chị ạ. À, rất là xuyên hoa nè. Một cây nó có thể đi tầm từ 2-3 vòi cho mình là chuyện bình thường nha. Có một số cây nó cũng có thể bắn được lúc 3 vòi cho một cái như thế này luôn nè mấy chị. Cây này được 3 vòi nè. Anh chị nào có chốt mini da mít gì mà không lưỡi thì chốt với em nha. Đây là mini da không lưỡi, lẻ là 70.000 một chậu. 4 chậu là 240 nha. 4 chậu là 240. Có anh chị nào chốt mini da thì chốt với em. Em còn được ít không? Còn được biết à. Mini da da mít nhiều màu, rất là đẹp mấy chị ơi. Rất là đẹp nha. Cái lô hôm nay về đều là vòi dài nụ to hết. Đều vòi nụ hoa cho mấy chị hết. Đây, mặt hoa của nó. Cái dòng mini da là chủ đạo là màu trắng tím. Còn mấy chị muốn nhiều màu khác nhau, nó là mít nhiều màu. Thì cái lô mít nhiều màu em chưa có về. Cái chị Nguyễn Ngọc đổi, chị Nguyễn Ngọc một cây có hoa đang cầm hả? À là cái này đúng không? Là chị đổi cái này đúng không? Mà cái này đổi cho chị Nguyễn Hoa này, em cảm ơn. À, cây em đang cầm gộp hôm qua hả? Chị Tâm Đinh hôm qua không có gộp được chị ơi. Đăng ký đi giúp em. Chị Hiêu ơi đi đăng ký giúp em, không có gộp hôm qua được nha. Anh chị nào có chốt mini da chốt em. Mấy chị em có thể cho mấy chị gộp đơn trong ngày. Lấy sáng của em, lấy chiều của Chiến và lấy tối của Chiến. Mấy chị có thể là gộp trong một ngày thì có thể được, nhưng mà qua ngày mai là không có gộp được nha mấy chị. Qua ngày mai là đi riêng giúp em. Anh chị nào có chốt combo mini da thì chốt với em nha. Combo này 4 cây 240. 4 cây này là 240. Cây nó vòi dài như thế này không sao hết, nó vẫn ra hoa cho mấy chị đấy nha. Vòi dài dài vậy chứ ra hoa mà nở xuyên suốt mấy chị ạ. À, rất là đẹp nha. Cái dòng mini này rất là đẹp. Anh chị nào có chốt thì chốt với em. Mini da da xịn lắm nè, nó rất là xuyên hoa mà nè mấy chị. Nó có thể cùng một cái như thế này mà nó ra được cho mình tới 3 cái vòi hoa. Nó là chuyện bình thường. Đây là cái dòng mình nó xuyên ra hoa mà dễ chơi lắm. Anh chị nào mới chơi lan á, tập chơi lan á, mình nên mua cái này mình về chơi thử đi. Mình về mình chơi thử. Anh chị nào có chốt mini da không lưỡi thì chốt với em nha. À, chị Vân Ly chốt cho chị 4 cái vòi thẳng hả? Ok, chị Vân Ly 4 cái vòi thẳng đúng không? Chị Vân Ly 4 cái vòi thẳng. Nè mấy chị, nè nó vòi nó thẳng được như thế này thôi nè. Ba cây chị Vân Ly rồi nè. Gộp cho chị thêm một cây tháng 5 mặt hoa luôn được không em ạ? À, chị, cái mặt hoa đừng dụ em bán, cái mặt hoa em để dành đó, chưa bán á. Mặt hoa để dành nha. Chờ nào mà hết lô nó mới đổi được, nó mới bán cái mặt hoa nha. Ba cây chị Vân Ly rồi nè. Cái đó đổi. Nguyễn Ngọc 38. Nè ba cây chị Vân Ly rồi nè, để em lấy thêm một cây vòi hẳn cho chị Vân Ly nha. Chị Vân Ly thích rồi.
chị. Nè, mấy cây này nè, bây giờ mời thẳng. Mời thẳng thì cây nó không có được lùm đẹp nha. Đây, cây này nó mời thẳng cho chị nè. Nó thẳng được như thế này thôi, còn như là cho chị. Đây, cảm ơn chị Vân Ly nhiều. 4 cây chị Vân Ly nha. Chị già, ôi mấy chị coi cái vòi hoa đó nè mấy chị. Đẹp không? 70.000 cây. Anh chị nào chốt mini da thôi, chốt giúp em nha. 70.000, trời quá là xuất sắc mấy chị ơi. Đẹp còn gì bằng. 70.000. Anh chị nào có chốt thì chốt em. Xin ra hoa lắm. Ba cây đồng tiền như đêm qua mà chị. Dạ ok chị Thảo Nguyễn Phương nha. Dạ thôi đó Kiên Giang là 125.000 hình như một cặp. Hồi đó Kiên Giang cặp 250, mà hồi đó Kiên Giang hiện tại em hết hàng rồi chị Giáo Quyên. Hồi tối em thấy chốt đơn chốt dư nhiều lắm, sáng em sợ không còn cây. Chị Hảo Nguyễn Phương chụp màn hình gửi trong nhóm em. Ok chị Hảo Nguyễn Phương nha, không sao ạ. Đây mấy chị ơi, 4 cây 240 mấy chị ơi, đẹp lắm. Ba cây, 200, 4 cây 240 nha mấy chị, đi có 4 cây đi. 4 cây là 240 đẹp hơn. Nè 4 cây nó tiện lợi hơn mấy chị ơi. Đẹp không? Lùm xùm. Lùm xùm mấy chị ơi. Ôi trời trời trời. Có hả? Hồi tối em thấy là có về nhưng mà chốt hết trơn rồi chị Nhã Quyên. Nãy chị có gọi số hotline không? Hồi đó cái gì mình hết rồi đúng không? Không còn cây nào đúng không? Chút yêu quá trời luôn. Dạ có hoàng hậu nè chị Trinh Thiên Huỳnh, cây hoàng hậu vũ nữ hoàng hậu đúng không? Có cây lớn nè à. Em có cây lớn nè à. Còn cây vũ nữ hoàng hậu hôm qua chiến xe không còn cây nào hết trơn. Xanh xanh xanh. Xanh 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 luôn rồi. Nè có anh chị nào á chốt này chốt em nha. Mini da không lưỡi. Mini da không lưỡi nha. À ai trả lời ta? Ai trả lời tin nhắn chị Nhã Quyên ạ? À? Chị hiện tại á, mấy bạn nói là còn nhưng mà hiện tại là hết. Tại vì á tối, hồi tối này là chị đẩy một hơi là không còn cây nào mấy chị. Không còn một cây nào hết, có chút dư nữa. Em sợ là mấy cây mà có xả ra thì bù qua chút dư. Nên là em sợ không còn á chị. Nè anh chị nào á, chốt thì chốt với em nha. 4 cây mini dây, 4 mini dây này là 240 4 cây. Anh chị nào có chốt thì chốt với em. Cái vòi hoa nó nè mấy chị ơi, nó rất là xiên hoa. Nè coi nó nè, cong cong quẹo quẹo rất là đẹp. Cây này là vòi nụ to dài cho mấy chị nè. Một cây này là 70.000 nha, 70.000 một cây lẻ. Có anh chị nào á, chốt thì chốt với em nha. Đây nè mấy chị nè. Nè mấy chị, có anh chị nào mà chốt ra mini da trắng không lưỡi thì chốt giùm em nha. Mấy chị chiều á. Đúng rồi chị Quyên, chị nhắn tin vô mấy giùm em đi. Nè 4 cây mini da trắng không lưỡi. Này anh chị nào chốt thì chốt giùm em. 4 cây 24 nha. Để em kiếm cái gì á sưu tầm lên cho mấy chị nè. Nhớ là xem like chia sẻ giúp em nha. Lên kiếm mình mấy cây khác khác lên. Kiếm cho mình mấy cây khác lên. Cho mình về cây khác đi lên. Lộc Lê có gì Lộc Lê cứ lôi ra đây mình bán cho. Cho chị xem cái hàng hậu lớn ok chị Hồng Thu. Đây. Chị Hồng Thu ơi, cây này nó to nó nặng lắm chị yêu. Em cầm nổi. Cây này là 1,5 triệu nha. Cái là còn hậu rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Cái này nó trên bông rồi nó. Nè chị Thông, cây này là cây vũ nữ hoàng hậu, nó là 1,5 triệu. 1,5 triệu chậu này nha, chậu này nó to lắm em ơi, không có nổi. Chị thấy tướng em ơi, em ơi không có nổi. Chậu này là 1,5 triệu nha. Cái cây vòi dài nè, để em cho chị coi cái mặt hoa cây vũ nữ hoàng hậu nha, đẹp lắm. Em lên cho mấy chị coi cái vũ nữ hoàng hậu nè, mặt hoa của nó xịn lắm. Để con em lên cho mấy
một triệu rưỡi nha, anh chị nào có chốt thì chốt em. Để em lên cái mặt hai vũ nữ huyền học cho mấy chị coi. Xuất sắc, đi hoa là xuất sắc cho mấy chị nha. Đi hoa là xuất sắc. Đây, nè mấy chị. Trời ơi, đẹp không? Vũ nữ hoàng hậu đó, khi mà nó ra hoa cho mấy chị nè. Nó đi hoa như thế này cho mấy chị nè. Một cây mà nó có thể đi vòi như thế này. Một vòi hoa của nó mấy chị đi rồi cái trăm bông cho mình nha. Vũ nữ hoàng hậu, em để cho mình là 1 triệu rưỡi, một chậu đó là 1 triệu rưỡi nha. Đẹp lắm. Nè mấy chị. Vũ nữ hoàng hậu nha. Chị Thu có chốt thì chốt với em. Hoàng hậu lớn. Chậu này to lắm, em ôm không có nổi. Nè, rồi cái vòi dài cho mấy chị nè. Cái này chậu này lùm. Chậu kia hình như bán rồi hả ta? Chậu hai vòi bán rồi hả anh Quang? Với chậu hai vòi như bán rồi đó. Nè, chị Thu có lấy chậu này thì chốt em nha. Hai cái cũng được. Ủa thì cái cây đó là xếp 50 mà. Làm cái chậu đó là 1 triệu rưỡi đó chị Thu. Chị ok thì em để cho mình nha. Để em kiếm mấy chị cây dựng lên cho mấy chị nè. Trời ơi. Ê, lấy cho em mấy cái chậu còn mấy chị còn sẵn ăn sau đi. Không phải tại em quen á. Em quen kêu là mấy chị á, chứ rồi em kêu mấy anh chị ơi em không có quen. Lấy cho em mấy chậu dây thiết kế đi. Em có mấy chậu dây thiết kế nè. Đẹp lắm. Lẽ gọi cứ kêu lên cái là mấy anh chị ơi em kêu không được. Em quen rồi. Đây, em cũng ngại xưng hô tại vì em còn nhỏ. Nè. Cái mặt hoa của mini da, em lên cái dòng da này là chậu thiết kế, cái chậu này là chậu phi 18. Chậu lớn, rất là đẹp. Rất là đẹp nha. Cái mặt hoa của nó nè, mini da trắng tím chớp. Nó là dòng em đã hết lên mini da trắng tím chớp nha. Chậu này em để cho mình làm chậu mini da này em để cho mình làm 180 mấy chị ạ. 180 nha, chậu này lùm 180 không ta? 180 liệu có bị đuổi không? Nè, rất là đẹp mấy chị ơi. Rất là đẹp nha. Chậu này là 180, anh chị nào có chốt đi ra chậu này chốt 180 với em nha. Em tắt một nhiều. Ok chị Tuyền con trai nè, Tuyền con trai một con chậu nè. Em cảm ơn ạ. Chậu này là 180 nha, em cảm ơn chị. Sao bị ấn cái comment đó ta? Thấy không? Ừ, dây da. Nè có anh chị nào á chốt thì chốt em nha. Để em kiếm kem lên cho mấy chị nè. Lộc Lê kiếm cho mình vài cây nha, Lộc Lê. Cái dây da gì đó? Mini da thôi, em gì chứ dây da thôi. Ok chị. Ok chị hủy cái chậu mini da không được đúng không? Ok. Đâu rồi? Cho em mượn thôi. Ok. Anh chị nào có chốt thì chốt em nha. Có mấy cây chớp đó. Em còn được hai cây chớp nè. Có anh chị nào lấy chớp chớp giúp em nha. Cây này là cây chớp mặt cười mini da chớp 5 xị chậu. Mấy chị em có được cái chậu Damari nè. Em có được cái chậu Damari lưỡi cam này. Chậu này là nè. Tại sao cái tim bót em lỡ em vô không được ta? Nè em cho mấy chị coi cái chậu Damari lưỡi cam nè. Trời ơi, đẹp mấy chị ơi. Chậu này xuất sắc mấy chị ơi. Một hai lá vàng không sao nha. Cứ ngắt bỏ là không sao nha. Dạ không bao ship à. Bên em bán không có ship nha. Ok chị Tiền trong tay em xả cái chậu 70 ngàn của chị ra rồi ạ. Đây Damari lưỡi cam, chậu phi lớn cho mình. Chậu này em để cho mấy chị là 300.
lưỡi cam nha, Damari lưỡi cam. Trời ơi mấy chị ơi nó đẹp. Cánh cứng lắm, hoa rất là bền nha. Hoa rất là bền nha. Đây. Lùm. Lùm. Chậu này lùm nè. Chậu to, chậu phi lớn. Để cho mình làm chậu này là ba sĩ. Có anh chị nào chốt thì chốt với em. Ba sĩ Damri lưỡi cam, hoa hoa đẹp lắm mấy chị ơi, cánh cứng nè, cánh nó rất là cứng nha. Bền bông, điêu hoa theo chùm cho mấy chị. Dạ ship bên em cân ký tính tiền. Ship bên em là cân ký tính tiền á chị. Cũng rẻ không có đắt đâu chị. Cũng rẻ không có đắt đâu. Đây, chậu Damri này là 300 nè. Anh chị nào có chốt Damri chốt với em nha. Damri. Cánh cứng. Cánh sáp. Rất là đẹp nha. Nè. Thùng bằng than cho mấy chị, bộ rễ rất là khỏe. Bộ rễ rất là khỏe. Bên em bán hàng là không bao ship, bởi vì bên em bán giá là đã xét gốc cho mấy chị rồi nên là không có bao ship. Nên là mấy chị không cảm. Có anh chị nào chốt cái chậu Damri này thì chốt em nha. Chậu này 300. Chậu Damri này 300 nè. Rất là đẹp. Cánh sáp cánh cứng rất là đẹp nha. Dạ Damri chốt chị Châu Trần nè, em cảm ơn chị Châu Trần nha. Giá hạt hả? Giá hạt hình như tối hình như hôm qua chuyến xe hết rồi chị Trinh. Em cảm ơn chị Châu Trần nha. 39. Damri đó 300 mấy chị ạ. À? Còn đẹp đấy. Lên lại tẻ mấy chậu lớn lớn cho mấy chị nha. Giá hạt em hết rồi. Giá hạt hôm qua xe không còn. Lập lê cho mình mấy cái chậu đó luôn. Nè em lên cho mấy chị cái cây lớn lớn, chậu lớn lớn nha. Mấy chị ở lại xin like nha. Chia sẻ giúp em nha. Chia sẻ cho em nha. Chia sẻ cho thầy. Chia sẻ cho thầy mấy chịu. Nè để em lên cho. Đi đang lập lê đi lấy cây cho em rồi. Mấy chị ở lại xin like nha. Chia sẻ công khai được chấm chấm comment được. Cho em có động lực tinh thần bán chị. Châu Trần à. Chị ơi đi đơn mới giúp em nha, không gặp đơn được giúp em nha. Em cái gì vậy? Bò giờ đi. Như là đi. Trời ơi. Căng thẳng chưa? À để ráp ha chị Châu rồi. Ok chị. Để xíu em coi có được thì em gặp cho mình. Mấy chị em có được cái cây bò vàng này nè. Nè em có được cái cây bò vàng hai vòi nè. Hơi súng răng xíu nha. Nhưng mà không sao. Mấy chị cây này á, là em để nó trong cái kẹt á, nên là nó hơi bị khô. Hơi bị khô gốc một xíu. Mấy chị vậy mấy chị tưới nước là ok nha. Cây này em để mình là 108 nè. Cây bò vàng để em lên cái mặt hoa cây bò vàng cho coi. Em có được bò cây này nè. Cái bò vàng nha, để em lên cái mặt hoa cho coi nha. Trời hết pin họ rồi. Bò vàng. Nè, mấy chị ơi mặt hoa nó là xuất sắc. Nhãn yếu vậy ta. Bò vàng này là 180 nha, cây này là hai vòi. Hai vòi. Nè mấy chị đen đô nắng lưỡi bò vàng. Nè, đẹp không? Cái lưỡi của nó là sọc rong tím cho mấy chị luôn nè, rất là đẹp. Mặt hoa của cái lưỡi bò vàng đây. Một em để cho mấy chị là cái chậu đó là 180.000 thôi. Bò vàng cánh sắn cho mấy chị nè. Đây, cái lưỡi của nó là sọc rong tím mấy chị, chạy rân rất là đẹp. Một vòi hoa nó đi như thế này cho mấy chị nha. Đi hoa rất là nhiều. Cái lưỡi to mấy chị ạ. À? Đây khi mà cây lớn đó mấy chị. Lưỡi bò vàng đen trâu nắng lưỡi bò vàng cho mấy chị. Em để cho mấy chị chậu này là 180.000 thôi. 180 nha. Anh chị nào có chốt lưỡi bò vàng thì chốt giúp em nha. Em có được một chậu thôi. Em có được một chậu thôi. Đây, bò rễ rất là khỏe. Bò rễ đây, bò rễ rất là khỏe nha. Chậu này hai vòi cho mấy chị. Nó hơi xuống một vài cái răng nhưng không sao mấy chị. Về mình vẫn còn chơi được nha. Đây, anh chị nào có chốt thì chốt giúp em. Chậu này là 180.000, 180 một chậu bò vàng nha. Anh chị nào có chốt thì chốt giúp em. 180 cái chậu đinh đô nắng lưỡi bò vàng này. Đây 180.000.
quá là xịn mấy chị ạ. À? Đẹp lắm, xuất sắc. 180 nha. Có anh chị nào chốt đen đô nắng lửa vào vàng thì chốt với em. Cây đẹp nè. Có cây đẹp nữa nào mấy chị? Có cây đẹp nữa nào? Có anh chị nào chốt cây đen lửa vào vàng này thì chốt với em nha. Nó rất là bền bông, dòng này dễ chơi lắm mấy chị ạ. À? Dễ chơi nha. Đen đô nắng lửa vào vàng, bộ lá rất là khỏe, bộ để cũng khỏe nữa mấy chị. Em để trong cái góc nên là hơi khô góc một xíu. Mấy chị về mấy chị tưới nước với em nha. Hello, chào chào chị Trần Giàu. Vô chia sẻ livestream cho em nha, xem livestream chia sẻ với em nha. Nè, có anh chị nào á chốt thì chốt với em nha. Nó xuống một vài cái răng à, nó xuống một vài cái răng không sao, vẫn còn chơi được, chơi được quà game ba rắm. Nhưng hóa đơn thì chỉ có mỗi cho quà game ba thứ chị Trần Thị Hương. À, biết sao không, cái cây ba rắm của chị á, chị có chút dư không? Nếu mà chút được thì có gì để chị cứ gọi qua số hotline và chị cứ báo qua mét, bên em sẽ chưa đủ đơn thì bên em sẽ cho đi chung, chị giải quyết bên đó giúp em nha. Còn hiện tại em like thì em không có biết cái đơn hàng của mình sao nên là không cảm giúp em. Có gì chị cứ nhắn qua mét, hoặc là nếu mà có gấp thì chị cứ gọi vào số hotline, số hotline có ghi trên màn like á, chị cứ gọi qua bên nhân viên em sẽ nói chị nghe nha. Còn hiện tại em like thì em không có biết cái đơn hàng của mình á nên là không cảm giúp em. Đây, cái cây này lửa vào vàng, anh chị đang có chốt lửa vào vàng chốt với em nha. 180 nè, 180.000 cây đen đô nắng lửa vào vàng. Lên. Em có cái cây này đẹp nè mấy chị. Cây đỏ măng cục. Cây đỏ măng cục mấy chị, rất là đẹp. Anh chị nào có chốt cái lửa bò vàng này chốt với em nha. Em cho mấy chị coi lại cái mặt hai cái lửa bò vàng này. Cái này em bán hàng lá nha. Bán hàng lá. Nói chung là hai cái ngầm hoa này vẫn còn chơi được. Đây, mặt hoa của cây đen đô nắng lửa bò vàng. Đi hoa rất là đẹp cho mấy chị. Để mấy chị cái khuôn bông của nó là cái lưỡi của nó to và chạy sụp răng tím cho mấy chị nha. Đẹp lắm. Em để mình là 180 một chậu thôi. Em còn được một cây đó à. Nè mấy chị, khi mà nó ra hoa là đi hoa như thế này cho mấy chị nè. Đẹp không? Xuất sắc. 180 cây đen đô nắng lửa bò vàng nha. 180.000. Anh chị nào có chốt lửa bò vàng thì chốt với em. Em còn được một cây. Rễ rất là khỏe nha. Rất là khỏe. Để lên này cho mấy chị nè. Lên cái cây đỏ măng cục cho mấy chị nè. Kiếm gì nãy giờ lập lên. Nè em cho mấy chị coi cái mặt hoa cây đỏ măng cục nha. Đợi trong thời gian chờ đợi để em kiếm mặt hoa cây đỏ măng cục cho coi. Đây 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 đây. Đỏ măng cục. Năm cánh đỏ. Chốt đi tên rồi hả? Rồi ok chị. Ba cây hồi điệp con ghép. Chào cô nha hả? Cô nghe ngô, cô ship ráp hay gì cô? Nếu mà cô ship ráp thì bên con sẽ, nếu mà 180.000 một cây, nhưng mà cô vô chậu là thêm 30.000 mỗi cây, là ra 201 một cây đó cô. Ra 201 một cây. À, cô nè mấy chị, cô đợi con xíu nha cô. Anh chị nào có chốt rõ măng cục, em cho mấy chị con mặt hoa rõ măng cục nè, đẹp lắm. Nè, khi mà ra nắng, ăn đồ nắng ra cái màu đỏ như thế này nè mấy chị, rất là xịn nha. Rất là xịn nha. Đây là mặt hoa cây năm cánh đỏ viền vàng cho mấy chị, mặt hoa xuất sắc. Đẹp không? Còn gì bằng mặt hoa cây đỏ măng cục nha. Để em lên cây cho mấy chị coi nè. Cô nghe ngô, cô muốn ghép chậu hả? Cô ship ráp ở gần đây, hình như cô ở đây đúng không? Ship ráp, mình tính ra thêm 30.000 mỗi chậu, thêm 30.000 mỗi cây nữa cô. Rồi tính ra 201 một cây. Nếu mà cô muốn ghép chậu, cô nhắn tin vô bên mét giúp con nha. Giờ cô nhắn tin vô bên mét giúp con nha. Bên con coi bên con ghép chậu có gì ship ráp cho mình nha cô. Đưa cho tao cái chậu nó đi được coi. Lập lên những gì vậy? Kiếm gì mà căng thẳng đi, lập lên. Không phải chậu nó lấy nhiều. Cho em đuổi. Nè mấy chị, em cho mấy chị coi cái cây đỏ măng cục nè. Chậu thiết kế chậu phi 30. Dạ rồi ok cô. Cô nhắn tin vào mét cho con nha. Cô cứ nhắn tin vào mét thì bên con sẽ coi, là bên con sẽ ghép chậu xong rồi nào ship wrap bóc ghép qua ship cho cô nha. Đây. Cây đỏ măng cục nè mấy chị. Cây đỏ măng cục nha. Cây rất là đẹp. Này cây đỏ măng cục này em để cho mấy chị làm chậu này, để cho mấy chị là 350 luôn. Chậu này để cho mấy chị là 350 nha.
chọn phi 30 nè, được một cái vòi, được một cái vòi hoa dài nè, được một cái vòi hoa nha, rất là đẹp. Chậu này rất là khỏe nha, lá rồi vẫn còn ướt nè, được cái mầm luôn nè mấy chị, thấy không? Rồi có cái mầm nè, chậu này để cho mấy chị 350 thôi nè. Còn được chậu mấy chị, còn được chậu đỏ băng cục nè, để em lên hoa cho mấy chị coi đấy. Được chậu, còn chậu này là 350, anh chị nào có chốt đỏ băng cục thì chốt giúp em nha. Nè, đỏ băng cục, hoa nó thơm, thơm nhẹ, hoa thơm nhẹ nha. Mặt hoa của nó là màu cam, màu đỏ cam, mấy chị để em lên lại cho coi mặt hoa nó nè. Khi mà ra nắng nó sẽ lên một cái ánh đỏ như thế này nè. Nè mấy chị, nè, khi mà nó ra nắng nó sẽ lên cái ánh đỏ như thế này cho mấy chị nè. Để cho mấy chị coi cái cây này nè. Đây mặt hoa của nó nè mấy chị ơi, mặt hoa của đỏ măng cục nè, đẹp lắm. Mặt hoa của nó là xịn lắm mấy chị, màu đỏ, năm cánh đỏ viền vàng nha. Anh chị nào có chốt đỏ măng cục thì chốt với em, bền bông lắm, cái dòng này chơi bền bông. Đây, chậu này em để mình 350, em còn được chậu, chậu này chậu thiết kế, chậu phi 30 cho mình nha. Chậu phi 30 thuần sẵn rồi, mấy chị về, mấy chị chỉ cần chăm, mấy chị treo lên, mấy chị chăm lại thôi. Đợi khi nó ra hoa là mình chơi thôi nha. Chậu này là 350 nè. Anh chị nào có chốt thì chốt với em nha. Nè, có được cái mầm gốc phía dưới nữa nè mấy chị, nãy giờ không để ý. Nè, có được thêm cái mầm gốc nữa nè, rất là khỏe, nặng tay mấy chị à, cầm rất là nặng tay nha, bộ lá còn mướt. Chậu này em để cho mình là 400-350. Anh chị nào có chốt đỏ măng cục thì chốt với em nha. Đỏ măng cục, cây rất là khỏe đẹp, 350 một cây. Anh chị nào có chốt thì chốt với em. Ok cho chị Tiết nè. Chị Tiết lên giùm em cái địa chỉ nha, lên liền giùm em địa chỉ nha. Mặt hoa của nó đẹp lắm chiêu. Lumama hả? Lumama hiện tại chưa có chị Diễm ơi. Lumama hiện tại chưa có hàng. Nè, anh chị nào có chốt đỏ măng cục, chị Tiết lên giùm em cái địa chỉ nha. Em chốt chị cái chậu đó lên liền giùm em địa chỉ nha chiêu. Em còn được cây là lưỡi bò vàng nè, có anh chị nào chốt cái lưỡi bò vàng này chốt với em nha. Cái đô nắng lưỡi bò vàng, cây này em để cho mình là 180.000 một cây. 180 nè. Chị Tiết BH Nguyễn. Lễ báo giá rồi nó. Nãy giờ nó coi giá trong bài update mình không thấy gì. Nè mấy chị, có anh chị nào chốt thì chốt em nha. Đẹp lắm. Chậu này 180, đen đô nắng lưỡi bầu vàng, lá là cũng rất là khỏe nè, cây mướt nha. Không sao. Được hai vòi nhưng mà được súng răng vài cái nụ không có sao hết. 180.000, anh chị nào có chốt thì chốt với em. 180 cây đen đô nắng lưỡi bầu vàng. Nè mấy chị, em có được mấy cây họ hồng. Em có được mấy cái cây đen đô nắng thỏ hồng nè mấy chị, hoa thơm nha. Thỏ hồng nè, cái cây thỏ hồng là cực kỳ xuất sắc cho mấy chị, lên mặt hoa cho coi nè. Em có được vài cây. Ok chị, cảm ơn chị. Đây mặt hoa của cây đen đô nắng thỏ hồng mấy chị ơi, xuất sắc không? Hai cái cánh, hai cái lỗ tai của nó dài, cái lưỡi của nó chạy sụp lông tím như thế này cho mình. Nó ăn nắng đủ là cái mặt hoa nó thơm cho mấy chị nha, thơm nhẹ cho mấy chị. Đi hoa như thế này đen đô nắng, tai hở hồng, quá đẹp. Đẹp lắm mấy chị ơi. Em để cho mấy chị hầm lên cây cho mấy chị nha. Cây này lá mướt lắm, lá mướt và xuất sắc cho mấy chị nha. Thỏ hồng nè, đen đô nắng, tai hở hồng cho mấy chị. Hai cái cánh tay nó dài, nhìn giống như con hổ cho mấy chị. Đẹp lắm, chạy sọc lông tím nha, cái lưỡi của nó rất là đẹp. Em để cho mấy chị nè, em lên cây cho mấy chị coi nha. Nè, chậu này là chậu phim sáu, chậu lớn cho mấy chị nè. Thỏ hồng mấy chị ơi, thỏ hồng nha, cây lùm xì lùm rất là đẹp, cây rất là đẹp và cây lụp cho mình nha. Đợi 5 giây, cho em xin 5 giây. Chốt hoa hồng chốt với em nha. Hoa hồng
200. Chị Hương, chị lấy cây nào chị Hương? Chị lấy cây hỏ hả? Này, chị lấy cây hỏ hồng đúng không? Hỏ hồng này là 200 nha. Em chốt chị Hương cây hỏ hồng nè. Lấy cây hỏ hồng hay là lấy cây bò tím? Ở cây bò vàng. Cây bò vàng nó là 180 á. Cây bò vàng là 180 nha. Cây hỏ hồng này là 200. 200 nghìn tay mấy chị. Hoa đẹp lắm. Nè, cây rất, cây lùm luôn. Mặt hoa rất là đẹp. Dạ, 200 nghìn một cây đó anh Gia Phúc. 200 nha. Một cây lùm lá xiếc như thế này rất là đẹp. Một 200 nghìn một cây hỏ hồng như thế này, anh chị nào có chốt hỏ hồng thì chốt với em. Đen đu nắng tại hỏ hồng, hoa thơm nhẹ cho mấy anh chị nha. Ăn đủ nắng cái mặt hoa rất là đẹp. Cánh hoa nó dài, nhìn hoa như nhìn như con thỏ với mấy chị. Đen đu nắng tại hỏ hồng em còn được ít không có nhiều nha. Anh chị nào có chốt thì chốt với em nè. Chị Hương Nguyễn một cây kìa. Bốn mốt mới. Nè, có anh chị nào có chốt đen đu nắng tại hỏ hồng thì chốt với em nha. Hỏ hồng 200 nghìn một cây. 200 nghìn một cây hỏ hồng. Em lên lại cho mấy chị cơm mọc hoa nha. Được. 200 nghìn. Anh chị nào chốt đen đu nắng tại hỏ hồng chốt em lên cái mọc hoa cho mấy chị coi nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, cái màu nó ngọt, cái màu nó đẹp lắm, mấy chị nên chốt đi. Em bé hàng này là hàng lá nên là mấy chị về chăm từ từ nó sẽ nó ra hoa. Nói chung là nó sẽ ra hoa bên mấy cái nách lá mấy chị. Nó sẽ có nè, nó nhú vội bên mấy cái nách lá rồi, để một xíu cho mấy chị coi nha. Nè em cho mấy chị coi là mặt hoa cái đen đu nắng tại hỏ hồng nè. Đây là mặt hoa của nó nè. Chị bông. Xuất sắc chưa? Ok chị Hương, à chị Hương là cây 180 đúng không? Chị Hương là cây lưỡi bò vàng á, lộc đây, cây bò vàng nó đâu rồi lộc đây. Ok chị Hương nha, để em đổi lại cây kia cho chị Hương. Nè mấy chị, cây đen đu nắng tay hỏ hồng cho mấy chị nha. Mặt hoa của nó nè, đẹp không? Hai cánh nó dài, hai cái lỗ tai nó dài nè mấy chị. Cái lưỡi một chạm sọc lông tím cho mấy chị nha. Em để cho mấy chị cây này là 200 nghìn một cây. 200 một cây đen đu nắng tay hỏ hồng nha. Ok, đổi lại cho chị Hương nè. Cho chị Hương một cây này nè. Bò vàng. Cảm ơn chị Hương Nguyễn nha. Đổi lại, bỏ cái hỏ hồng nó ra cho em, đưa cho em cây đó đi. Ok chị Tuyết, cho chị Tuyết thêm một cây nữa nè. Đưa cây ở đây. Nè chốt cho chị Tuyết cây hỏ hồng nè. Cảm ơn chị. Cái hỏ hồng này là 200, chốt cho chị Tuyết nè, em cảm ơn chị. Số 40 rồi. Nè cây đen đu nắng cây hỏ hồng nữa nè mấy chị. 200 nghìn một cây, trời ơi quá là lùm mấy chị ơi. Lùm xuất sắc cho mấy chị luôn nha. Xuất sắc. 200 nghìn, anh chị nào có chốt hỏ hồng chốt em. Ok chị Hương Nguyễn thêm một cây hỏ hồng nữa nè. Cho chị Hương Nguyễn một cây hỏ hồng, lùm rất là lùm đẹp nha. 200 nghìn chốt chị Hương nè, 41 rồi. Ôi đẹp mấy chị ơi. Nè nó có một cây này hai hướng luôn nè. Một cây này được hai hướng nè mấy chị. Đẹp không? Nè, rất là đẹp. Thêm cây hỏ hồng nữa. Nè, trời ơi đẹp không? Xuất sắc chưa? Xuất sắc chưa? Một cây này là 200 ngàn. Rất là lùm. Lá xếp cho mấy chị nè. Nè mấy chị, nó thắt ngọn hết trơn rồi. Nó thắt ngọn cho mình hết rồi nha. Để em tìm cái mấy... Nè, có cái cây này có cái mắt u nè mấy chị. Có này, có cái cây này có cái mắt u mấy bên đây nè. Nè. Chú bò cho mình. Chú bò cho mình nha. Nè nó nhú bò cho mình hết rồi. Đây, cây này em để cho mình là 200 ngàn. Anh chị nào có chốt hỏ hồng chốt với em nha. Đen đu nắng tại hỏ hồng 200 ngàn. Đẹp lắm, cây rất là đẹp. Mướt mát ướt át cho mấy chị luôn. Đẹp xuất sắc. Anh chị nào có anh chị nào chốt hỏ hồng chốt với em nha. Cây 200 ngàn thuần bằng vỏ thông cho mấy chị nè. Thần bằng gió hông nhuyễn, bộ rễ rất là khỏe. Rồi mấy chị ơi, bộ rễ nó rất là khỏe luôn, nó bám ngắt luôn nè mấy chị. Em để cho mình chậu này là 200 ngàn, anh chị nào có chốt hỏ hồng chốt với em nha. 200 cái chậu đen đu nắng tại hỏ hồng này. Nè, đây, cây rất là khỏe nha. Có anh chị nào chốt hỏ hồng nữa thì chốt với em còn được vài cây thôi, không còn nhiều. Nè mấy chị, cây nó rất là khỏe. Có một số cây thì nó được nhú vòi, nó nhú vòi mấy bên đây cho mấy chị nè. Nhú vòi cho mình nha. Đây, cây này 200 ngàn cây đen đu nắng tại hỏ hồng. Có anh chị nào chốt tay đâu hỏ hồng thì chốt với em nha. Cây rất là đẹp. Nè mấy chị, đây nè. Cây như thế này mà không chốt sao được mấy chị ơi. Cây như thế này đẹp như thế này mà không chốt là tiếc lắm mấy chị ơi. Tiếc nha. Cây này là 200 ngàn một cây. Cứ 200 ngàn một cây với em.
đen đôi nắng tay họ hồng mình về tới mình á mà nó vàng một hai lá chân là chuyện bình thường nha. Cái dòng này lá nó cũng mình lắm không sao nha mấy chị. An toàn cây rất là mập, mập cao cho mình nha. Ok chị Hồng Nguyễn, một cây, một cây cao lùm nè, cây lùm nhé nè, cây này lùm cho chị nha. Cảm ơn chị, 200.000 một cây nha. Thỏ hồng cho chị Tân Xuyên Lê, một cây thỏ hồng lùm không vòi. Ok chị yêu, chị nếu lấy lùm không vòi lấy cái này cho chị nha. Nè chốt chị Tân Xuyên Lê một cây lùm mà không vòi nè. Nói chung là nó cái dòng này nó hết ngọn hết rồi mấy chị ơi, cây tơ lá lá mướt được à. Chốt chị Tân Xuyên Lê, cảm ơn ạ. Lên liền giùm em địa chỉ nha, mấy chị chưa có thông tin lên liền giùm em cái địa chỉ nè. Cái cây trong rổ 33 nè, cây trong này 42 nè, dán số lên. Thôi lộn chắc không xử lý anh đó. 42 này 42, cái này 33. Cái gì vậy anh? Cái này 33 hả? Ừ. Nhập lấy nhìn ra 32 chém rồi nè. Có anh chị nào chốt hỏa hồng chốt em nha, em còn được hai cây hỏa hồng đó mấy chị. Lúc nào chạy cái mỏ em quýnh anh ta nè. Ok chị Hồng, chị Hồng muốn đấy coi cái vòi đúng không nè, lấy cho chị cây nhú vòi này nha. Nè lấy cái này cho chị nha, nhú vòi không lùm nha. Đỡ lên nè, 33 giấy số cây này cho em đi, đưa ra đó chị. Nói chung mà nó hết ngọn hết rồi mấy chị ơi nè, cây này nó hết ngọn hết rồi. Tơ cây rất là đẹp nha, anh chị nào có chốt hoa hồng chốt em nè. Cây này em còn được hai cây hoa hồng nè, 200.000 cây. Anh chị nào chốt chốt hết giúp em á chị, chốt nốt hết giúp em, còn được hai cây hoa hồng nè. Em còn được hai cây nè, 200.000 cây nha. Đây đâu nắng tại hỏa hồng. Ba ba. Ba ba. Để em cho mấy chị coi lại cái mặt hoa cây đen đâu nắng tại hỏa hồng nha. Mấy chị nên mua đi. Cái cây này á, lá xanh mướt được à. Hoa nó cũng đẹp lắm. À dạ. Nè mấy chị. Nè mặt hoa của tại hỏa hồng nè. Em bẻ hàng lá nói chung là đứng ngọn thắt ngọn hết trơn cho mấy chị rồi. Mặt hoa của nó là cực kỳ xịn cho mấy chị nha. Đây, mặt hoa cái hỏa hồng đẹp lắm mấy chị ơi. Nên chốt đi. Mấy chị nên chốt một cây về mình trồng thử đi. Đẹp. 200.000 một cây nha. 200.000 một cây. Anh chị nào có chốt hỏa hồng thì chốt giúp em. Thơm nhẹ. Thơm có thơm mùi thơm nhẹ nha. Thơm nhẹ nhẹ cho mấy chị. Em còn được 2 cây nè, mấy chị chốt nốt hết giúp em đi. Em còn được 2 cây nè, 2 cây đen đâu nắng tại hỏa hồng nha. 200.000 một cây. Cây rất là lùm và khỏe. Đẹp mấy chị ạ. À? Đẹp nha. Có anh chị nào chốt thì chốt giúp em. 200.000 một cây. Đây, rất là đẹp. Có anh chị nào chốt tai hỏa hồng thì chốt với em nha. Em còn được 2 cây nè, có anh chị nào chốt thì chốt với em. Còn được 2 cây à. Mấy chị em có được mấy cái cây này nè. Lập lên. Năm bốn nợ lập lên. Năm bốn nợ. Em có được mấy cây này nè. À, dạ có. Có Nam Nguyễn, nay chiều với tối shop của Lai, dạ có. Shop bên em Lai 3 suất 10 giờ cho tới 1 giờ. Rồi 2 giờ like cho tới chiều. Rồi 8 giờ like tới khuya. Mấy chị nhớ đó sẽ like với em nha. Like sáng thì em like, còn trưa với chiều với tối thì chị Yến like cho mấy chị. Nè mấy chị em có được mấy cái cây này nè. Nắng 4N cho mấy chị nè. Có được mấy cây nắng 4N nè mấy chị ơi. Sell nó hết cho rồi. Em mấy chị ơi, mấy cây này cho đẹp. Vòi nụ khỏe rem nè, mấy chị em có được vài cây nè, nắng 4N nha, đẹp không, một hai đẹp không, xuất sắc. À, mấy cây này á em để cho mấy chị nè, mấy chị em để cho mấy chị sell hết nha. Để cho mình là 60.000 cây, mấy chị chốt giùm em đi. Chốt hết giùm em đi. 60.000 cây. Em còn được 7 cây nè mấy chị. Em được 7 cây nè. 60.000 cây nè. Anh chị nào chốt giùm em đi. Em còn được 7 cây nắng 4N nè. Hoa nó không có thơm, nắng 4N thì hoa không thơm nhưng mà được cái hoa to nè mấy chị. Hoa to nè. Hoa to thấy không? Mặt hoa của nắng 4N đẹp lắm. Cây cao to khỏe như thế này. U luôn. Nè nụ to nè. 60.000 cây, anh chị nào chốt nắng 4N chốt em nha.
Ok chị, một cây lùm nhiều hả? Làm gì có cây lùm nhiều chiêu. Nè cây này được không? Vừa nụ nở nha. Chớp chị Phạm Nhi một cây nè, cho chị Phạm Nhi một cây nắng 4N. Nắng 4N lẻ 60 ngàn cây nha. Chớp hết giùm em mấy chị ơi, em còn được có vài cây à. Em còn được có 6 cây à. Nè, em còn được mấy cây? Em để cho mấy chị 60 ngàn cây đi combo với em đi, 3 cây 180, 4 cây 240 luôn. Nè, em còn được vài cây. Nên chốt giùm em nha. Cây khỏe đẹp. Cây nắng 4N đó. Số 25. Nè mấy chị. Ôi, cây đẹp không? 60. Đẹp không? Có 60 ngàn cây á, mấy chị mua về đi, sưu tầm luôn, làm giống luôn. Lỡ luôn đi. Ít. Em có được ít à, có được sọc này à. 6 cây. Mấy chị, anh chị nào chốt thì chốt em nha. 60 ngàn cây. Nắng 4 bên đời. Hoa nó không có thơm nhưng mà được cái hoa to nè mấy chị ơi. Hoa to, nụ to nè. Vòi dài. Hoa được cái không thơm cho lắm nhưng mà được cái vòi dài nụ to cho mấy chị nha. Đẹp lắm. Nè cây này em lên cho mấy chị cái lô này là cây mướt được luôn á. Cây lá còn vẻ re mướt. Đẹp. Đẹp lắm. Nè 60 ngàn cây nắng 4N. Anh chị nào có chốt nắng 4N chốt giùm em nha. Chốt nốt hết giúp em đi. Em còn được 6-5 cây nè. 5 cây hàng bông với 1 cây hàng lá. 1 cây hàng lá. Cắt mềm em anh quen. Cắt mềm lắm. Nè anh chị nào có chốt nắng 4N chốt với em nha. 5 300. 300 với cái này 50 ngàn nữa. 350 nè mấy chị. 6 cây này 350 chốt hết với em đi. Em còn được 6 cây nè. 6 cây này 350 nha. 5 cây hàng bông là 60 ngàn. Cây hàng lá này em để mình 50 ngàn. Ok chị yêu, chị Trinh Thiêu Huỳnh hai cây lùm nụ to nè, ok chị lấy nụ to đúng không? Cho chị Trinh Thiêu Huỳnh hai cây nè. Hai cây nụ to chị Trinh Thiêu Huỳnh nha, em cảm ơn. Nè, cho chị Trinh Thiêu Huỳnh hai cây nha, nụ to đàng hoàng đẹp đẽ luôn ấy. Hai cây chốt chị Trinh Thiêu Huỳnh, em cảm ơn ạ. 60 ngàn cây. Nè mấy chị em còn được 3 cây nè, 180. 3 cây này hàng mồi nụ đẹp nè. 3 cây 180 với cây này 50 ngàn. 80. 230 hết. Còn 4 cây này 230 ngàn nữa mấy anh chị nào chốt chút hết giúp em đi. 4 cây em còn 4 cây nè. 4 cây 230 nè. Anh chị nào chốt thì chốt với em nha. 4 cây 230 nắng 4N hoa to mấy chị, đẹp lắm. Hoa này khuôn bông to rất là đẹp nha. 4 cây này 230, 3 cây hàng bông, 1 cây hàng lá. 3 cây này 180 với cây này 50 ngàn nữa. Lá đẹp nha, vẫn đẹp nha, không hề bị lỗi gì nha. 4 cây này 230 nè. Anh chị nào có chốt thì chốt em nha. Chốt hết giùm em nha. Em còn 4 cây nè mấy chị. Chốt nốt hết giúp em đi. 4 cây 230. Anh chị nào có chốt nắng 4N thì chốt em. Dạ Hoáng Long á chị Hường. Em có thì chị Hường. Chị có muốn lên đâu em bên cho chị nè. Em có Hoáng Long nè. Nè anh chị nào có chốt nắng 4N chốt giùm em nha. Chốt nó hết đi. 4 cây này 230 ngàn mấy chị ơi. Chốt cho em hết luôn đi. Rồi ok chị Hương Nguyễn, cảm ơn chị Hương Nguyễn nhiều nha. 4 cây này 230 chốt chị Hương nè, em cảm ơn. 41 gặp. Chị Hương em có bán lòng. Em có lên, em có bán lòng nè. Chị có muốn lên bán lòng thì em lên cho chị. Có bán lòng, bây giờ em còn bán lòng. Okay, 41 là lòng. 41, còn này là vậy. Mấy chị kiếm gì lên cho. Em còn được hai cây hỏa hồng này, có anh chị nào chốt hỏa hồng chốt em đi. Em còn được hai cây à? Có hai cây hỏa hồng à? Đụ mẹ hư rồi ăn không? Em còn được hai cây hỏa hồng à? Khuyến mãi hả chị? Khuyến mãi hả? Dạ còn gì đâu khuyến mãi mấy chị, hôm qua sale không còn gì hết trơn á. Cây tà leo me gì là không còn hết, là hôm nay còn hàng mới không ạ? Nay lên hàng mới cho mấy chị thôi đó. Chiều nay là chuyển lên thành những hàng hot hit nha mấy chị. Nhớ đón xem like nha. Nhớ chị vô xem like nha. Chuyển lên là hàng là độc và lạ cho mấy chị. Hàng đẹp mà hàng mấy anh chị toàn là mấy anh chị mong chờ. Đây em còn được hai cây hoa hồng. Thì chị Mỹ Dung Dương em hết rồi. Cây to đi em hả? Mấy cây to hả? Em có mấy cái cây hoáng long mà hàng lá. Chị Hường, em có mấy cây hoáng long hàng lá. Nè em còn hai cây hỏa hồng, anh chị nào chốt chốt với em nha. Hỏa hồng 200 ngàn cây, em còn được 2 cây.
nào có chốt gì thì chốt với em nha. Để em kiếm lên cho mấy chị nè. Hết pin rồi. Còn 20% mà, lẽ lên ơi, tắt nguồn anh ơi. Em thấy Samsung mà. Samsung đâu? Em thấy Samsung. Lấy cục sạc iPhone cho em nữa. Anh chị nào muốn lên gì comment lên nha. Chị Hường, Quán Long đúng không? Ok. Lập lấy cho mình xin vài cây Quán Long được, Lập lấy. Lại lấy cây Quán Long cho mấy chị nha. Để em cái sạc pin, mấy chị hết pin rồi. Lập lấy đi ginh cây đẹp rồi. Nhớ nha, nhớ chị xem like nha. Từ từ. Dạ được chị, được. Trong một ngày có thể mấy chị gặp đơn được nha. Em có được cái cây này nè. Chị Hường, nói nghe nè mấy chị. Hồi nãy á, nè, cái cây này nè. Nè chị Hường, em có cái cây này nè. Quán Long này nè, chị hỏi em cây này đúng không? Hả? Chị hỏi em cây Quán Long này đúng không? Cái Quán Long này là em để cho mấy chị giá 70.000. Em để mấy chị giá 70.000. Thấy không nha, 70.000 chậu, 3 chậu 201 mấy chị ạ. 3 chậu 201 chị Hường có chốt thì chốt với em nha. Em bán hàng lá. Cây nó như thế này. Nè chị Hường, em bán hàng lá nha. 3 cây 201. Em bán hàng lá, một cây như thế này rất là lùm, rất là đẹp, hắt ngọn hết nha. Đây, ba cây này là 201. Chị có lấy thì chốt với em. Còn cái cây mọc bông này em không có bán, em để dành em làm mọc hoa. Em để dành chừng nào mà hết cái lô này mới bán cây mọc bông. Là cây này, ba cây này là 201. Chị có chốt thì chốt với em. Ba cây 201 nha. Chị có chốt thì chốt với em. Tháng Long. Rất đẹp. Thơm. Nè. Có anh chị nào chốt thì chốt với em. Ba cây tháng Long này, 201 nè. Dạ không chị, không có cây to chị Hường. Nó cây như thế này nè. Nó như thế này nè. Nó là có cây to như thế này thôi. Chị có chốt thì chị chốt giùm em. Ba cây này 201 nè. Em lỡ bán giá sai đó, cái này là em bán giá sai đó mấy chị. Nhiều lên cái like là sợ cái giá này nó khác nữa mấy chị. Lộn giá đó. Dạ không, xin sao em chưa có về. Xin sao hiện tại chưa có về nhà. Mấy chị em có được cái cây hoa đỏ này nè. Em được cái cây hoa hồng đỏ này nè mấy chị. Em cho mấy chị coi. Dạ hết rồi chị, nốt xương vẫn trao em hết rồi. Em cho mấy chị coi cái cây này nè. Chị Hường có lấy thì comment giúp em nha. Em có hàng lá cây nhỏ như thế thôi à. Gì? Nè, em cho mấy chị coi cái mặt hoa cây hoa hồng đỏ nè. Hoa hồng mặt quỷ đỏ mấy chị ạ. Hoa hồng mặt quỷ đỏ nha, đi hoa theo chùm. Cánh hoa nó xếp tầng lên nhau cho mấy chị. Khi mà ra nắng nó sẽ lên màu đỏ, như ánh đỏ như thế này cho mình nha. Đây là mặt hoa cây hoa hồng mặt. Nè mấy chị, nó quái quái nhìn như là cái hoa hồng mặt quỷ mấy chị. Nên gọi là hoa hồng mặt quỷ đỏ đó mấy chị. Em lên cây cho mấy chị em có được một cây à. Hoa nó không có thơm được nhưng mà nó đẹp lắm. Cái đi hoa của nó, cách đi hoa rất là đẹp nha. Đây, hoa hồng mặt quỷ đỏ cho mình. Em để cho mấy chị cái chậu này nè. Có cái chậu này đẹp. Nè, cho mấy chị coi cái chậu này nè. Đó, hoa hồng mặt quỷ nha. Hoa hồng đỏ, kêu đó là hoa hồng đỏ, hoa hồng mặt quỷ đấy. Cái chậu này em để cho mấy chị là 180.000 luôn. Anh chị nào chốt hoa hồng quỷ thì chốt em nha. 180.000. Em có được một chậu nè, 180 nha. Anh chị nào có chốt hoa hồng mặt quỷ thì chốt với em. Nó được cái vòi luôn nè. Được cái vòi cho mình luôn nha. 180.000. 180.000 một chậu hoa hồng mặt quỷ đỏ. Hoa rất là đẹp, lá rất là còn mướt nha. Đẹp, không bị gì hết. Anh chị nào có chốt thì chốt với em nha. Hoa hồng mặt quỷ. Đây, 180. 180.000 cái chậu hoa hồng đỏ này. Ok, cho chị Trinh Thiên Huỳnh một chậu nè. Em cảm ơn chị. Có một chậu à.
Có anh chị nào chốt gì nữa thì comment giúp em nha. Anh chị nào có chốt ha, có chốt gì nữa thì chốt giúp em nha. Không mấy chị ơi, chưa rồi. Vàng mai hả? Vàng mai mình còn không được. Dạ vàng mai em hết rồi chị Mỹ Diễm. Vàng mai em hết rồi. Anh chị có muốn chốt gì nữa thì comment giúp em nha, em lên cho mình nha. Còn không thì mấy anh chị hẹn mấy anh chị vào live trưa. Hồi xíu nữa 2 giờ bên em sẽ phát live, mấy anh chị nhớ đó xong live giúp em nha. Giờ xuống live đi ăn cơm mấy chị ạ. Trễ rồi đói bụng mấy chị ơi. Bye bye. Hẹn mấy chị ngày mai nha, sáng nhớ đó xem live em nha. Em live vào buổi sáng 10 giờ sáng em phát live cho tới 1 giờ. Nhớ đó xem live nha. Chiều nay thì 2 giờ chị lên live cho mấy chị. Bye bye. Chiều nay là có Ben Soda cho mấy chị nè. Có Ben nè mấy chị. Có bò, có tùm lum tà le học me hết, mấy chị nhớ đó xem live nha. Đẹp á. Chiều nay là hàng đẹp không đó. Nhớ nha.